các anh chị. Chị Đào đã giúp cho chúng ta có một cái sự cái một bài khởi động đầu ngày giúp cho chúng ta tràn đầy năng lượng để khởi động một cái ngày mới bảo đơn luôn, đúng không các anh chị? Càng nhiều năng lượng thì chúng ta càng nhiều năng lượng, đúng không ạ? Rồi, hôm nay thì Thanh rất là vui khi được đồng hành cùng các anh chị trong cái phần lên mục tiêu sáng hôm nay. Thì cũng xin giới thiệu với các anh chị có mặt trong phòng gym sáng nay, vì chúng ta cũng có một số anh chị là mới, cho nên Thanh xin phép được giới thiệu lại. Thì Thanh hiện tại là giáo viên đang giảng dạy tại một trường trung học phổ thông ở Đồng Nai, và Thanh đã vào rugby được 1 năm hơn rồi các anh chị ha. Hiện tại thì Thanh cũng có thành tích nho nhỏ, đó là mentor 1 sao. Và hôm nay thì như đã nói, mình rất là biết ơn ekip chương trình, cảm ơn em Tấn Hòa đã dậy từ rất sớm, đã mở dâm cho chúng ta. Cảm ơn Trịnh Đào đã cho chúng ta bài khởi động đầu ngày. Và cái bước tiếp theo các anh chị thì là một cái phần hết sức là quan trọng, và chúng ta Thanh nghĩ nếu như anh chị nào đã từng tham gia chương trình 5AM thì các anh chị đã biết khá là rõ rồi, đúng không ạ? Đó là cái phần lên mục tiêu. Đây là một trong những cái phần mà quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thực hiện mỗi ngày một cách đều đặn các anh chị ha. Và những anh chị nào chúng ta đã vào lâu rồi, chúng ta đã quen với việc lên mục tiêu, thì ngay bây giờ các anh chị hãy tiếp tục lên mục tiêu. Các anh chị có thể nhắn vào khung chat để tất cả các anh chị khác có thể nhìn thấy tham khảo. Và các anh chị mới á, thì ngay bây giờ chúng ta chuẩn bị bút và viết ha các anh chị ha, để chúng ta có thể tiến hành chúng ta lên mục tiêu. Vậy thì mục tiêu là gì các anh chị, và nó quan trọng như thế nào mà chúng ta phải lên? Mục tiêu nó giống như một cái tấm bản đồ các anh chị ha, nó giúp cho chúng ta có thể là đi đến một cái kết quả, một cái thành công một cách nhanh nhất và ngắn nhất. Vậy thì cái việc lên mục tiêu các anh chị, chúng ta có ba mục tiêu: mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn và mục tiêu trung hạn. Thì Thanh nghĩ thì tất cả các anh chị em chúng ta trong phòng Zoom ai cũng có cái mục tiêu dài hạn riêng cho riêng mình, đúng không ạ? Các anh chị thì có những cái mục tiêu dài hạn là sau này mình có thể là có điều kiện tốt hơn để có thể chăm sóc con cái, cho con cái học hành ở những ngôi trường tốt hơn. Các anh chị thì đặt mục tiêu là sau 5 năm nữa chúng ta có thể sở hữu cho mình một cái nơi ở khang trang hơn, mình có được sở hữu được một chiếc xe tiện lợi hơn, vân vân, và chúng ta có thể là đi du lịch khắp nơi, hoặc là chúng ta có thể là đầy đủ điều kiện để chúng ta có thể giúp đỡ những người xung quanh. Đó là những cái mục tiêu chúng ta đề ra. Tuy nhiên thì để thực hiện được những cái mục tiêu trung hạn hoặc dài hạn thì đòi hỏi các anh chị phải lên mục tiêu hàng ngày. Và cái việc lên mục tiêu hàng ngày thì hết sức là quan trọng ha các anh chị ha. Và sau khi chúng ta tập thể dục, chúng ta có cái nguồn năng lượng rồi, thì cái việc mà lên mục tiêu các anh chị nên ghi chép rõ ràng. Phải để cái mục tiêu hàng ngày của các anh chị có thể thực hiện được một cách nhanh, rõ ràng và hiệu quả, thì các anh chị chúng ta áp dụng theo nguyên tắc SMART. Nguyên tắc SMART thì đó là sự kết hợp giữa 5 yếu tố. Có nghĩa là mục tiêu các anh chị lên là phải, thứ nhất là phải rõ ràng cụ thể, thứ hai là mục tiêu của các anh chị lên phải có tính đo lường được các anh chị ha, rồi có khả năng thực hiện được, và có cái khung thời gian cũng như là mình có cái tính thực tế. Thì có như vậy thì mục tiêu của chúng ta nó sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Vậy thì Thanh đi vào cái ý thứ nhất á, mục tiêu của các anh chị là nên là rõ ràng cụ thể. Bởi vì sao? Các anh chị có rõ ràng cụ thể thì chúng ta mới càng dễ dàng thực hiện. Ví dụ thay vì các anh chị lên mục tiêu là ngày hôm nay tôi bán được sản phẩm A, sản phẩm B gì đó, hoặc là các anh chị lên mục tiêu là ngày hôm nay tôi phải bán được cái doanh số là 5 triệu, 3 triệu, thì như vậy thì nó còn rất là chung chung, rất là mơ hồ các anh chị. Các anh chị nên cụ thể hóa nó đi. Chúng ta cụ thể hóa là ngày hôm nay tôi sẽ bán sản phẩm gì, sản phẩm gì mình sẽ tư vấn cho khách hàng này, rồi chúng ta sẽ tư vấn cho ai và chúng ta tiếp cận như thế nào. Chúng ta nên rõ ràng cái mục tiêu của chúng ta ra ha. Ví dụ ngày hôm nay là tôi sẽ học cái sản phẩm là TH Health, ngày hôm nay tôi sẽ học cái sản phẩm là bếp từ, vân vân, và đối tượng tôi chia sẻ đó là ai, chúng ta ghi ra, và chúng ta tìm cách như thế nào, chúng ta nhắn tin, chúng ta gọi điện, hay chúng ta như thế nào đó. Thì các anh chị nên lên cái mục tiêu của mình một cách cụ thể rõ ràng, tránh chung chung, tránh mơ hồ. Rồi cái thứ hai nữa là cái mục tiêu chúng ta phải có tính đo lường được. Đo lường được là có nghĩa là chúng ta có một cái con số cụ thể. Ngày hôm nay tôi sẽ đăng bao nhiêu bài viết bán hàng, tôi sẽ tư vấn cho bao nhiêu người. Ngày hôm nay tôi sẽ tư vấn về cái dòng sản phẩm bếp từ cho 5 người, 3 người. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái cơ hội kinh doanh đó cho những ai, mối quan hệ xung quanh hay là data, vân vân. Cụ thể số lượng ra, hôm nay tôi sẽ bán, tư vấn cho 5 khách hàng, tôi sẽ tư vấn cái cơ hội kinh doanh cùng với Robby cho 3 người, tôi sẽ chăm sóc khách hàng cũ 5 người, vân vân. Đó là mình cần phải có một cái con số cụ thể các anh chị, để mình có thể mình kiểm soát được là ngày hôm nay mình làm
số lượng bao nhiêu và mình làm gì. Và cái tiếp nữa là cái mục tiêu các anh chị đưa ra, lưu ý chúng ta là phải có cái tính khả thi các anh chị, có nghĩa là nó trong cái khả năng của mình không nên lên mục tiêu quá cao. Rồi xong mà chúng ta không hoàn thành thì dẫn đến chúng ta sẽ bị tụt năng lượng và chúng ta cảm thấy là cái công việc ở đây nó khó. Cái mục tiêu chúng ta phải vừa sức với mình. Chúng ta ghi cụ thể rõ ràng, ví dụ như các anh chị mới vào Robby, các anh chị chưa học buổi nào, các anh chị chưa có kiến thức về bán hàng, các anh chị cũng chưa có kỹ năng, chưa có kiến thức về sản phẩm, nhưng các anh chị đã lên mục tiêu vội vàng cho mình là trong cái tháng này anh chị lên lên cost 2 sao, cost 1 sao, vân vân. Thì đó, như vậy thì chúng ta sẽ rất là khó để mà thực hiện được, đúng không ạ? Cho nên là cái mục tiêu mình cũng phải vừa sức, và mình ghi ra rõ ràng cụ thể ra. Và ở đây chúng ta nhớ là chúng ta nên làm từng bước một, nhỏ từng bước một, và chúng ta luôn luôn thực hiện theo 7 bước thành công mà chúng ta được học cái kiến thức nền tảng của Robby với các anh chị. Chúng ta phải thực hiện theo một cách đều đặn và đúng theo như vậy ha các anh chị ha. Rồi đó, rồi cái đó là cái phần, là phần số 3, có nghĩa là chúng ta lên mục tiêu phải vừa sức với chúng ta. Rồi một ý nữa là cái mục tiêu chúng ta phải có tính thực tế các anh chị, và chúng ta có khung thời gian. Khi mình lên mục tiêu thì các anh chị ấn định luôn cái thời gian thực hiện, ví dụ như là ngày hôm nay mấy giờ tôi sẽ chia sẻ cơ hội kinh doanh cho ai, mấy giờ tôi sẽ làm gì, tôi sẽ gọi điện, thì chúng ta có được cái khung thời gian. Khung thời gian, và mình cũng phải cân đối cho phù hợp với cái thời gian rảnh của mình, cũng như là thời gian mà các anh chị nhắm là thuận lợi nhất, tiện lợi nhất, và khi mà chúng ta chia sẻ là chúng ta đạt được cái kết quả cao nhất để chúng ta có thể tư vấn. Chẳng hạn như mình tư vấn bán hàng mà ví dụ 12 giờ trưa cái giờ nghỉ của người ta, mặc dù người ta có nhu cầu đó, nhưng mà các anh chị gọi vào cái giờ đó thì người ta đang buồn ngủ hoặc đang đói bụng, thì người ta khi mà người ta nghe mình gọi là người ta cũng không có cái sẵn sàng mà tiếp đón mình để mà mình có thể là mình tư vấn những sản phẩm, cho dù có khuyến mãi cao đến bao nhiêu, cho dù mà sản phẩm mình tốt bao nhiêu, nhưng mà mình đang gọi vào ngay cái giờ mà người ta nghỉ trưa, hoặc là gọi vào cái giờ mà người ta đói bụng hay gì đó, thì cơ hội mà các anh chị chốt nó sẽ khó hơn. Rồi mình sẽ có thể mình ghi cụ thể rõ ràng, và khi ví dụ mình đăng bài chẳng hạn, ngày hôm nay tôi sẽ đăng 5 bài viết bán hàng, tuy nhiên thì cái giờ các anh chị đăng á nó lại không có theo cái khung giờ vàng á, thì cũng không có hiệu quả. Cho nên là mình phải vừa áp dụng những kiến thức mình học này, rồi mình lên mục tiêu mình sẽ ghi ra rõ ràng cái khung thời gian, ví dụ sáng làm gì, trưa làm gì, tối làm gì, và làm như thế nào, chúng ta cụ thể ra. Vậy thì chúng ta kết hợp 5 cái yếu tố này lại thì chúng ta sẽ cho ra được một cái bản mục tiêu hoàn chỉnh và cụ thể nhất để mình có thể là dễ dàng bám sát vào và mình đạt kết quả. Và sau mỗi ngày các anh chị chúng ta nên kiểm tra lại cái mục tiêu của chúng ta, xem coi cái mức độ hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta nó tới đâu. Giả sử như ngày hôm nay chúng ta lên mục tiêu nhưng mà mới có tới 4 giờ chiều, 3 giờ chiều là chúng ta hoàn thành hết mục tiêu của mình rồi, thì xin chúc mừng các anh chị. Tuy nhiên thì cái mục tiêu đó nó quá dễ dàng cho các anh chị thực hiện, thì mình có thể tăng cái thử thách lên một tí xíu, mình có thể ngày hôm sau mình điều chỉnh lại, mình cho cái mục tiêu mình cao hơn để mình có cái động lực mình phấn đấu và mình đạt được cái kết quả bứt phá hơn. Còn nếu như cái mục tiêu của các anh chị mà sau khi một ngày mà các anh chị vẫn còn thực hiện mới có 30%, 40%, thì các anh chị hãy xem lại xem coi cái mình đã áp dụng đúng hết chưa 5 cái yếu tố Thanh mới vừa nói. Và khi mà cái mục tiêu của chúng ta mà khó khăn thực hiện thì ta có thể điều chỉnh lại để chúng ta có động lực hơn, để mà chúng ta có thể là mình cảm thấy nhẹ nhàng, dễ dàng hơn trong cái việc mà chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ trong ngày. Vậy thì đối với cái mục tiêu hàng ngày như vậy các anh chị hoàn thành, thì các anh chị đều đặn duy trì, thì có thể là trong một tuần đó, một ngày các anh chị thành công rồi, thì một tuần đó các anh chị cũng tiếp tục sẽ thành công, và một tháng đó các anh chị có lên kế hoạch chúng ta lên sao, thăng hạng hoặc là bất cứ thứ gì, thì đối với chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tránh trường hợp là để tới phút cuối, để phút cuối ví dụ như các anh chị xác định là mình làm lâu rồi, mình đã có cái kế hoạch là trong tháng này mình lên cái cost 1 sao, 30 triệu B-boy tương ứng với 65 triệu tiền hàng, và ngay mình đã xác định ngay từ đầu là như vậy rồi. Tuy nhiên thì mình cứ là từ 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 để còn mấy ngày cuối tháng thì mình còn thiếu khá là nhiều điểm B-boy, thì lúc đó mình mới là chạy lo mà chạy lên, thì lúc đó mình vất vả, mình mệt á, mình sẽ bị đuối sức, và mình cảm thấy là nó nhiều khi mà cái khúc cuối á, là mình hụt cái là mình tiếc. Cho nên là các anh chị lưu ý ha. Rồi thì đó là cái phần lên mục tiêu, và Thanh hy vọng là các anh chị sẽ nắm vững cái các bước lên mục tiêu, và mình có thể lên mục tiêu cho riêng mình. Và ngày hôm nay chúc cho các anh chị sẽ hoàn thành tốt cái mục tiêu mình đề ra, và chúng ta có thể là phát triển hơn nữa trên
cái môi trường này các anh chị, một cái môi trường mà phải nói là rất là ý nghĩa, rất là giá trị luôn. Và chúc cho các anh chị ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng và bảo đơn, và tiếp tục hoàn thành những cái mục tiêu, chinh phục những cái thử thách sắp tới của mình ở cái môi trường kinh doanh cùng Groupie nhé các anh chị ha. Rồi chào tạm biệt các anh chị ha. Và Thanh thấy trong khung chat là cũng có khá nhiều các anh chị đã lên mục tiêu khá là chi tiết luôn đó. Chúc mừng anh Dũng Lê đã có một cái mục tiêu khá là chi tiết luôn ha. Anh mục tiêu dài hạn, ngắn hạn luôn, quá chi tiết cụ thể. Và kế hoạch làm việc trong ngày các anh chị có thể tham khảo các anh chị. 5 đến 6:30 là thực chiến 5 AM, rồi 6:30 đến 7:30 là đăng bài Facebook tương tác đội nhóm đó, rất là hay luôn. 7:30 đến 9:00 là việc gia đình, rồi 9:00 cho đến 1:30 thì gọi cho 4 khách hàng chia sẻ cái kinh doanh, đăng bài bán hàng, ok luôn. 14:00 cho đến 17:00 chăm sóc tá lá cũ rồi tương tác đội nhóm. 22:00 chuẩn bị cho ekip 5 AM, quá tuyệt vời luôn đó các anh chị. Và những anh chị khác anh thấy cũng đã có, bạn Trịnh Đào nè cũng có lên mục tiêu. Các anh chị lên cụ thể như vậy thì cái kế hoạch mình sẽ rất là ok luôn, và mình chi tiết luôn. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và chúng ta cứ bám sát cái ba cái công việc chính thôi. Đó là công việc là chia sẻ, rồi chăm sóc, chia sẻ nè. Rồi chúng ta gì đây? Ba cái S đó các anh chị ha. Bán hàng, chia sẻ và chăm sóc. Mình cứ áp dụng điều đặn, đúng đủ điều ba cái yếu tố này rồi chúng ta sẽ có kết quả tốt nhất. Rồi, không để cho anh chị mất thời gian nữa thì mình xin nhường mất lại cho MC để chúng ta có thể đưa vào cái chương trình chính, một cái chương trình rất là đặc biệt trong sáng hôm nay mà mọi người đều đang mong chờ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Xin chào. Xin nhường mất lại cho MC. Cảm ơn chị Hà Thanh ạ. Cảm ơn chị Hà Thanh về phần lên mục tiêu vừa rồi. Nếu các anh chị nào mà chưa lên mục tiêu, chưa biết cách lên mục tiêu, hoặc là trong quá trình thực hiện công việc kinh doanh ở Robby của mình, thì chị Hà Thanh là một trong những có thể nói là một trong những cái tấm gương điển hình cho cái việc lên mục tiêu và thực hiện mục tiêu rất là xuất sắc. Một người có thể làm rất nhiều công việc, cả công việc chính, cả công việc làm thêm, nhưng đều có những cái thành tựu rất là đáng nể. Các anh chị có nghe rõ tiếng Vân nói chưa ạ? Nếu các anh chị nghe rõ thì xin phép cho Vân số 2 lên khung chat ạ. Nếu các anh chị nghe rõ tiếng Vân nói thì xin phép. Dạ, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì điều đầu tiên mà Vân muốn nói đến với mọi người, gửi đến mọi người đó là cái điều mà chị Hà Thanh cũng đã nhấn mạnh. Chương trình hôm nay rất là đặc biệt. Và cái sự đặc biệt đầu tiên mà các anh chị em đã thấy đó chính là cái dàn ekip thực hiện chương trình. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi dàn ekip đặc biệt. Và điều đó thì không phải là một cái sự ngẫu nhiên, mà là một cái sự lựa chọn của chúng tôi. Trong cái buổi này thì điều đầu tiên trước hết mà chúng tôi muốn lan tỏa, muốn gửi đến các anh chị đó là cái nhiệt huyết của những người đã thành công tại Robby. Thứ hai chính là năng lượng thành công của các anh chị ấy, mong muốn gửi đến các anh chị. Chưa có những cái thành tích, chưa có những cái cột mốc trong cái công việc kinh doanh của mình ở Robby. Thì rất mong là các anh chị đón nhận nó và biến nó thành cái năng lượng của chính mình để thực hiện được cái mục tiêu của mình, thực hiện được cái đi đến được cái đích mà mình đã vạch ra. Và điều đặc biệt thứ hai trong chương trình ngày hôm nay đó là chương trình diễn ra trong một cái thời điểm khá là đặc biệt, đúng không ạ? Hôm nay là ngày 30 tháng 10. Ngày 30 tháng 10, chỉ còn 2 ngày nữa là hết tháng 10. Thì các anh chị đã thực hiện được mục tiêu của mình hay chưa ạ? Và Vân biết chắc rằng là sẽ còn rất nhiều những anh chị chưa có đạt được cái mục tiêu mình đã đặt ra từ đầu tháng. Tăng tốc về đích trong cái khoảng thời gian còn lại quá ngắn này quả thực không dễ dàng, đúng không ạ? Và sẽ có những anh chị đối tác từ bỏ, sẽ có những anh chị đối tác không cố gắng nữa. Nhưng hãy khoan từ bỏ ạ, hãy khoan ngừng lại cái sự cố gắng của mình. Bởi vì 30 chưa phải là 31, đúng không ạ? Tháng này mình may mắn là có ngày 31, 30 chưa phải là 31, cho nên là hãy từ từ cho cái quyết định là dừng lại sự cố gắng của mình. Sẽ có những sự hỗ trợ, sẽ có những sự thúc đẩy đến từ những cái yếu tố khách quan, mà đôi khi những yếu tố khách quan đó nó biến chúng ta trở thành siêu nhân, lập nên kỳ tích. Kuchen là một trong những nhà cung cấp, là một trong những nhà phát triển sản phẩm mà sẽ đem đến rất nhiều cái sự thúc đẩy đó cho các anh chị. Không đơn thuần là tăng thu nhập, không đơn thuần là giúp các anh chị có được cái doanh số mà các anh chị mong muốn, mà có thể đưa các anh chị đến những cái tầm cao trong cái hành trình phát triển của mình.
Cái điều đặc biệt hôm nay, điều đặc biệt thứ hai hôm nay mà các anh chị nhìn thấy trên banner, đó sẽ là những người với gắn với thương hiệu Puche xuất hiện ở đây, hà hơi, tiếp sức đẩy các anh chị tiến lên phía trước, không chỉ trong 2 ngày còn lại tháng 10 mà trong suốt hành trình các anh chị sẽ kinh doanh tại Robby. Điều rất là nhiều những cái sự mong đợi được gặp những cái nhân vật kiệt xuất liên quan gắn bó với lại cái thương hiệu Puche. Và chắc chắn rằng là ai xuất hiện ở đây cũng sẽ được mọi người háo hức chờ đợi. Tuy nhiên là trong một cái sự sắp xếp mà liên quan đến cái công việc của giám đốc Puche, cho nên hôm nay chúng ta sẽ rất là hào hứng, sẽ rất là phấn khởi để có thể đón chào anh lên đây trước hết để nói về những cái điều mà chúng ta rất là háo hức, rất là mong chờ, dù chỉ còn 2 ngày cuối tháng 10, dù chỉ còn là một vài tháng để kết thúc cái năm tài chính 2022. Thì xin mời lên đây sự xuất hiện của CEO Puche anh Đỗ Mai Lâm. Rồi, xin kính chào quý anh chị, xin cảm ơn chị Thanh Vân, cảm ơn chị Thanh Hà, chị Tịnh Đào. Tôi hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được có mặt trong cái buổi Zoom của chúng ta về giới thiệu về các sản phẩm Puche và chúng ta làm nào để chúng ta về đích cuối năm tháng 10 cũng như là cuối năm 2022. Chúng ta có rất là nhiều các cái chương trình để các anh chị em về đích năm nay, anh chị em lên sao thăng hạng và hoàn thành cái mục tiêu cuối năm. Thì tôi hôm qua, 2 ngày hôm trước thì tôi có vào Hồ Chí Minh để gặp Ropi, gặp anh Ấn, anh Phát để cho chúng ta có một cái cuối năm nay bùng nổ và năm 2020 chuẩn bị cho kế hoạch cho năm 2023. Năm 2023 thì sau khi mà họp xong thì chúng tôi có các cái quyết định về hỗ trợ thêm để chúng ta về đích một cách gọi là bùng nổ năm nay thì chúng tôi có các chương trình khuyến mại, các chương trình khuyến mại là tặng bếp điện từ đơn cho cái máy sữa hạt. Cái này là cái nó hoàn toàn là nằm ngoài kế hoạch của công ty, bởi vì công ty không có cái kế hoạch cho cái sản phẩm hỗ trợ cái sản phẩm này, vì nhà máy không có hỗ trợ gì cả. Nhưng mà sau khi họp xong thì tôi quyết định là có một cái chương trình này cho cái máy sữa hạt. Và cái máy sữa hạt là một trong những cái rất là cần thiết và tất cả mọi gia đình đều cần. Thì chúng ta chỉ có khuyến mại trong 3 ngày thôi. Nên các anh chị nào mà quan tâm thì chốt ngay để chúng ta có cái sản phẩm này và chúng ta có được cái sản phẩm để chúng ta dùng vào mùa đông. Khi mà chúng ta đã dùng máy sữa hạt rồi thì chúng ta rất là mê nó. Khi chúng ta mê nó thì chúng ta sẽ có được cái năng lượng để chúng ta truyền tải đến các cái khách hàng của chúng ta. Thì ở trong này cũng có rất là nhiều các anh chị có thể là chưa bán Puche hoặc là lâu nay không bán Puche. Thì tôi sẽ quay lại một chút là tại sao chúng ta lại bán Puche. Bởi vì khi mà chúng ta bán thiết bị gia dụng ấy là chúng ta sẽ có được cái sản phẩm mà mọi gia đình họ đều cần. Bởi vì ai cũng cần nồi cơm điện, ai cũng cần bếp điện từ, ai cũng cần các cái sản phẩm dành cho gia đình. Và chúng ta, bạn bè chúng ta, người thân chúng ta cũng rất là cần cái này. Và khi mà chúng ta học live sản phẩm đồ gia dụng và nhà bếp ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng được rất là dài, bởi vì cái dung lượng thị trường nó là rất là lớn. Khi mà chúng ta bán được cho một khách hàng một cái máy ép chậm, họ hài lòng máy ép chậm, họ sẽ mua tiếp máy sữa hạt, họ mua tiếp máy bếp điện từ, rồi họ mua tiếp các sản phẩm khác. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta chăm sóc một khách hàng về đồ gia dụng, chúng ta có thể bán được 200 triệu, 300 triệu và ít nhất chúng ta cũng thể bán được 100 triệu cho gia đình của khách hàng chúng ta. Tức là chúng ta có một cái thị trường rất là khổng lồ, rất là rộng. Và trong các người dân Việt Nam thì cái sự chuyển đổi từ các cái thiết bị đời cũ sang thiết bị đời mới cũng rất là nhiều. Và rất là nhiều gia đình cũng đang chưa đủ các thiết bị gia dụng. Ví dụ như người ta đang dùng bếp ga chẳng hạn, thì mình có thể tư vấn lên bếp từ, bởi vì bếp từ nó sẽ là có
tất cả các ưu điểm vượt trội so với bếp ga. Rồi chúng ta có máy lọc không khí, khi mà cả nước Việt Nam hầu như chỗ nào cũng cần máy lọc không khí. Tôi có ở Hồ Chí Minh 2-3 ngày hôm nay thì tôi có đi ngoài đường thì tôi thấy là thực sự những ai mà đang ở những cái nơi mà không khí trong lành ấy thì rất là hạnh phúc, bởi vì không khí ở đây nó rất là bụi, rất là bụi. Chúng ta có máy, chúng ta có máy là không khí nó rất là trending, nó mọi gia đình đều cần. Những ai đã được thở cái không khí trong lành khi mà gặp cái không khí bụi bặm ở đấy thì mới thấy là nhà nào cũng cần một cái máy lọc không khí. Rồi thì chúng ta có các cái sản phẩm khác nữa, và Qchain đang chuẩn bị ra mắt các cái sản phẩm khác, ví dụ như chúng ta chuẩn bị có cái máy xay thịt, rồi chúng ta có máy lau sàn nhà ướt, chúng ta có khoảng gần 30 sản phẩm cho năm 2023. Vì vậy chúng ta cần phải đầu tư để mà học lái hàng Qchain là như vậy. Chúng ta có một cái chuỗi sản phẩm dài khổng lồ và chúng ta có được thu nhập rất là tốt khi mà chúng ta chỉ cần chăm sóc một gia đình thôi thì chúng ta có thể bán được lên tới 200-300 triệu, thậm chí là 400 triệu. Thì tại sao chúng ta lại lựa chọn Qchain? Bởi vì Qchain là đơn vị nhập khẩu chính hãng và độc quyền tại Việt Nam. Cái này là cái rất là quan trọng. Chất lượng sản phẩm Qchain đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn châu Âu, và cái tiêu chuẩn rất là cao, rất là cao. Thì khi mà chúng ta có hàng đạt tiêu chuẩn cao thì chúng ta rất là yên tâm bán cho khách hàng, bởi vì mình sẽ không phải lo là cái nhựa trong máy ép chậm nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi cái từ trường của bếp điện từ nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, rồi rất là nhiều thứ khác. Thì khi mà chúng ta bán sản phẩm của Qchain, chúng ta mang một cái tự hào là gì? Chúng tôi mang một cái sản phẩm tốt đến cho khách hàng và mang giá trị tốt đến cho khách hàng, và mình tự hào khi mình bán cái sản phẩm đó. Thì hôm trước thì cũng rất là nhiều khách hàng đại lý hỏi là tại sao mà Qchain không bán cái bếp điện từ nó rẻ hơn, hay tại sao không bán cái máy ép chậm nó rẻ hơn, tại sao không bán cái xoong nồi nó rẻ hơn. Khi mà bán hàng thì anh chị kinh doanh ấy, anh chị nghĩ là làm nào để dễ bán nhất, anh chị làm thế nào để mang lại lợi ích cao nhất. Nhưng mà với tư cách là một nhà sản xuất thì chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi nghĩ đến việc bán một sản phẩm, đầu tiên là mang lại lợi ích cho người bán hàng, đương nhiên điều đó là không thể thiếu được. Nhưng cái quan trọng hơn đó là gì? Mang lại giá trị cho người sử dụng. Ví dụ khi chúng tôi làm một cái bếp điện từ, nếu chúng ta làm với giá nó thấp quá, nó xuống 5 triệu, 7 triệu, thậm chí là 3 triệu, 2 triệu gì đó, thì cái mặt mà về an toàn về điện, an toàn về từ trường và độ bền nó sẽ không có. Và như vậy thì khi mà chúng ta bán cái bếp điện từ giá rẻ ra cho khách hàng thì mình luôn luôn mang một cái áy náy là mình đã bán một cái sản phẩm mà nó có từ trường, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái bức xạ của cái bếp điện từ nó ảnh hưởng sức khỏe. Thì như vậy khi mình kiếm tiền như vậy mình không hề hạnh phúc tí nào cả. Và nếu như chúng ta bán hàng chúng ta không biết điều đó, chúng ta kiếm tiền chúng ta cũng kệ nó, rồi cái việc kiếm tiền cũng qua đi. Nhưng mà với một nhà nhập khẩu thì chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi biết là cái bếp điện từ nó quá rẻ thì nó sẽ không đạt các cái tiêu chuẩn tối thiểu. Và như vậy nếu chúng tôi bán thì chúng tôi rất là áy náy, và cái đấy là cái mà chúng ta không làm. Còn các anh chị, khi chị bán thì cái sản phẩm đó, các anh chị biết là cái bếp điện từ của chúng ta khi bán cho tới tay khách hàng được đảm bảo về mặt an toàn điện, an toàn về bức xạ, đảm bảo về từ trường, và chúng ta rất là hạnh phúc bởi vì mang lại giá trị cho họ. Rồi chúng ta có thời gian bảo hành dài. Rồi khi mà cái bếp điện từ nó xảy ra vấn đề gì thì chúng ta có cái giá thay thế phụ tùng nó rất là rẻ. Đấy, điều này là mình tự tin là khi mình bán cái sản phẩm này khách hàng họ sẽ được lợi ích. Còn nếu mình bán một sản phẩm sách tay chẳng hạn, sau đó đó có thể là một sản phẩm tốt, nhưng nếu nó gặp một vấn đề gì đó mà nó bị lỗi, gặp một vấn đề gì đó nó bị vỡ mặt kính,
thì chúng ta cũng không biết ở đâu để xử lý cho khách hàng, hoặc chúng ta cũng chỉ nghe ai đó hứa là chúng tôi bảo hành. Những cái người hứa đấy các anh chị không biết là ai, rõ ràng là ai, vì các anh chị chỉ buôn bán, và cái người hứa đấy họ cũng là người nhà nhập khẩu cá nhân hoặc là nhập lậu giá rẻ, trốn thuế. Thì như vậy chúng ta bán hàng như vậy, chúng ta luôn luôn mang một cái lo lắng là liệu 3 năm, 5 năm nữa cái bếp điện tử này nó hỏng thì chúng ta tìm ai, ai hỗ trợ họ. Thì với Kuchen thì các anh chị yên tâm là Kuchen sẽ đi mãi với chúng ta, và khách hàng cũng sẽ được đảm bảo lâu dài. Rồi khi chúng tôi bán cái máy ép chậm thì rất là nhiều đại lý, nhất là hôm trước cũng rất là nhiều đại lý, khi mà chúng tôi mời nhà máy, đại diện nhà máy đến nói chuyện, thì các anh chị cũng hỏi là tại sao chúng ta không bán một cái máy ép chậm nó rẻ hơn. Thì là nhà máy họ cũng trả lời rất là hay, họ bảo cái việc mà mua một cái máy ép chậm chất lượng cao thì nó mang lại giá trị rất là lớn về mặt an toàn sức khỏe. Cái nhựa rồi cái nhựa trong vật liệu nó không khuếch tán các cái chất độc. Cái motor chạy thoải mái, chạy quá tải thì nó dừng lại chứ nó không chạy. Chạy quá tải nó cũng không hỏng. Thì như vậy chúng ta có bảo hành 10 năm. 10 năm cho một cái sản phẩm giúp cho sức khỏe cả gia đình, và nó thay đổi đời sống cả gia đình và làm cho cả gia đình sống lành mạnh hơn, thì nó rất là rẻ, rất là rẻ. Còn nếu mà chúng ta mua một cái máy 5 triệu, 7 triệu, chúng ta mất thời gian vệ sinh và chúng ta không đảm bảo biết được rằng lúc mà con cái chúng ta dùng nó có an toàn hay không, rồi chúng ta khi sử dụng chúng có được bền hay không, thì như vậy thì nó không mang lại nhiều giá trị. Thì chúng ta khi chúng ta bán hàng cho Kuchen, sau một thời gian chúng ta hiểu được cách vận hành của công ty, cách vận hành của sản phẩm, chúng ta chăm sóc được sản phẩm khách hàng, thì cái chúng ta rất là nhiều khách hàng là bảo ôi em ơi, hôm nay chị mua cái A, cái B, cái C và có hàng của Kuchen nhé. Thì chúng ta lúc chúng ta chăm sóc tốt thì chúng ta sẽ có như vậy, thì chúng ta sẽ có được một cái lượng khách hàng rất là tốt. Thì bằng chứng là tất cả những ai mà ở Dropy mà tham gia bán hàng, lái hàng Kuchen và chăm học các cái buổi về đào tạo thì chúng ta sẽ đều thành công hết. Chỉ có anh chị nào mà không học các buổi đào tạo thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Là vì sao? Không học được các buổi đào tạo thì chúng ta không biết sử dụng, rồi không biết những cái lỗi do người dùng, và lúc mà gặp vấn đề thì chúng ta cứ nghĩ là lỗi sản phẩm. Đấy, ví dụ như hôm trước có khách hàng họ không bật nguồn cái robot thôi. Thế thì khi mà gọi đến chúng ta thì các anh chị không biết là chưa bật nguồn thì cũng hoảng lên để gọi. Thực ra nhân viên kỹ thuật chúng tôi gọi điện thì khách hàng họ chưa bật nguồn. Đấy, thì nếu mà các anh chị mà đầu tư, các anh chị học các cái sản phẩm và các anh chị bình tĩnh xử lý vấn đề thì nó sẽ không bao giờ phải lo, không bao giờ phải lo về cái việc là khách hàng hỏi thì chúng ta không trả lời được, và khi gặp sự cố thì nó như thế nào. Thì chúng ta rất là bình tĩnh vì chúng ta biết tất cả sự cố đó, một là có thể là do khách hàng, hai nếu do sản phẩm thì Kuchen chịu trách nhiệm hoàn toàn 100%. Kuchen sẽ đồng hành của anh chị. Sản phẩm nào mà gặp vấn đề thì có bảo hành xử lý, sản phẩm nào mà nó lỗi nghiêm trọng thì được đổi cái mới. Thì như vậy các anh chị rất là bình tĩnh, các anh chị không phải lo gì hết. Và chị biết là chúng ta bán rất nhiều nghìn sản phẩm và feedback khách hàng rất là tốt. Thì điều đó chúng ta yên tâm là không sao đâu. Nếu mà nó đen, nó gặp cái vấn đề đấy gì đó thì còn có cả cùng công ty Kuchen đứng sau. Và chúng ta khi chúng ta học, chúng ta xem các clip giới thiệu trên website cũng như trên YouTube của Kuchen thì chúng ta rất là tự tin. Ví dụ như là lúc nãy tôi thấy có ai bảo là máy ép chậm, còn một ép nó còn lại một ít thì sao ạ? Thì chứng tỏ là cái đại lý này cũng không học kỹ sản phẩm. Thì nếu học kỹ sản phẩm thì chúng ta sẽ có là biết là cách nào cái hoa quả mềm ép trước, hoa quả mỏng nước ép trước, rồi mình ép các cái hoa quả cứng sau chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi mình lắp filter có đúng chưa, rồi là mình chọn cái lọc nó đúng chưa. Thì những cái việc đấy là nó sẽ tự trả lời được hết. Thì như vậy khi đấy chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng rất là tốt và chúng ta sẽ bán được cái sản phẩm, và chúng ta sẽ có được
Ví dụ như cái chuỗi khách hàng của chúng ta có 20 người thì chúng ta có thể bán tới 2 tỷ cho 20 người đó, ví dụ như vậy. Và chúng tôi rất là sợ là các anh chị mới vào và các anh chị bán giỏi quá. Các anh chị mới vào bán giỏi quá là rất nguy hiểm ạ. Khi các anh chị vào mới vào các anh chị bán giỏi quá thì là các anh chị sẽ không học gì hết. Bởi vì bán dễ quá thì không phải học gì cả. Mà dễ quá mà không học gì cả thì đến lúc mà khách hàng gọi điện hay khách hàng hỏi là không biết trả lời. Thì ở Ropi tôi để ý rồi, anh chị nào mà từ từ học hành, từ từ bán, từ từ lên thì rất là vững vàng và rất là thành công. Và anh chị nào mới vào, mối quan hệ tốt, bán rô lên một cái, bán rất là nhiều thì sau đó họ sẽ giảm xuống, bởi vì họ không học đủ sản phẩm. Mà khi họ không học đủ sản phẩm thì lúc đấy cái niềm tin của khách hàng về họ nó sẽ thấp xuống, và sau đó họ sẽ mất dần đại lý, mất dần người mua hàng, và họ sẽ không bán được hàng nữa. Thì là các anh chị nào mà mới vào bán được nhiều hàng tôi sợ lắm, bởi vì họ sẽ bán một cách ồ ạt luôn. Thì sau đó họ bán ồ ạt thì họ sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, và họ không trả lời được nhiều vấn đề là tự nhiên họ sẽ bị sụt năng lượng và họ sẽ không bán được. Và còn với những anh chị khác thì sẽ rất là yên tâm, bởi vì họ học sản phẩm và họ trả lời được hết các câu hỏi, và họ biết là lúc cần thì cứ gọi vào hotline, lúc cần thì gọi gì đó, thì họ sẽ bán rất là tốt. Thì kế hoạch của chúng ta từ giờ đến cuối năm thì tháng này chúng ta có rất là nhiều cái khuyến mại. Thì các anh chị nhân cái dịp khuyến mại này, các anh chị sẽ mua về để anh chị dùng. Các anh chị dùng thì các anh chị sẽ bán được hàng, bởi vì chúng ta có trải nghiệm thì chúng ta sẽ ra được ra mà sẽ rất là tự tin để ra hàng. Và chúng ta có được cái cơ hội khi mà cái khuyến mại nó ra, chúng ta mua ở đó thì chúng ta có khả dễ dàng được bán hàng hơn. Và tháng nay chúng ta có rất là nhiều các cái sản phẩm khuyến mại, thì các anh chị để ý xem cái nào phù hợp với mình thì các anh chị sẽ được thì các anh chị sẽ được sẽ chọn sản phẩm đó để kinh doanh. Còn với tất cả các sản phẩm mà chúng ta dùng thì hầu như chúng ta đều bán được hàng hết, bởi vì chúng ta rất hiểu rõ về nó. Và hai tháng cuối năm cũng như vậy, chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần để chúng ta có một cái cuối năm nay bùng nổ. Hết tháng này thì tháng 11, tháng 12 thì chúng ta cũng sẽ có ra mắt các sản phẩm mới, và cũng sẽ có các cái chương trình để chúng ta về đích hoàn hảo năm nay, bởi vì chúng ta sẽ có một cái mùa Tết. Vì mùa Tết thì cái nhu cầu khách hàng nó sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần, và cái sản lượng tăng rất là nhanh. Các chị nhân cái dịp này thì các gia đình họ sẽ về nhà mới, và gia đình họ về nhà mới, và các cái gia đình thì thay thế đồ mới cho dịp cuối năm thì chúng ta sẽ có được một cái cuối năm này bùng nổ doanh số rồi. Bây giờ thì đã hết cái giờ của tôi trên Zoom, thì tôi sau đây thì có rất là nhiều các anh chị khác sẽ nói về cái làm thế nào để bùng nổ doanh số với Kuchen. Thì tôi không có nhiều thời gian để nói thêm nữa, nên nếu có nhiều thời gian thì tôi sẽ nói với các anh chị nhiều hơn, bởi vì tôi phải ra sân bay ngay bây giờ. Thì chúng ta sẽ xin được nhường Zoom lại cho MC. Kính mời MC tiếp tục chương trình. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Đỗ Mai Lâm. Mà mặc dù là bận có cái chuyến công tác đã trong kế hoạch, nhưng mà anh vẫn dành thời gian để đồng hành cùng với anh chị em trong buổi Zoom sáng hôm nay. Trong lời của anh Mai Lâm chia sẻ với mọi người, dù rất ngắn gọn nhưng mà chúng ta có thể nắm được một số cái thông tin sau. Thứ nhất, đó là cái chương trình khuyến mại đang diễn ra rất là rầm rộ và tưng bừng, và là một trong những cái cơ hội để các anh chị có thể nắm bắt, tận dụng, phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Thứ hai nữa, đó là không chỉ dừng ở những cái sản phẩm hiện tại, Kuchen có một cái chuỗi sản phẩm dài bất tận mà các anh chị có thể nhìn thấy định hướng kinh doanh của Kuchen, và mình có thể có những cái chiến lược phù hợp cho cá nhân mình. Thêm vào đó thì nhiều sản phẩm và sản phẩm nào của Kuchen cũng có sự đảm bảo và cam kết về chất lượng cũng như sự bảo hành.
Cho nên là các anh chị có thể nhìn thấy được chỉ một vài cái thông tin rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà nó quyết định được cái sự lựa chọn và cái sự theo đuổi của mình đối với lai hàng của Chen. Cảm ơn anh Đỗ Mai Lâm rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn anh vì cái chương trình khuyến mãi đã diễn ra rất là bất ngờ, giúp cho những anh chị đối tác đang rất là lúng túng, đang rất là bối rối trong cái kết quả kinh doanh hiện tại của tháng 10. Và là một tháng thực sự nó cũng không có dễ dàng với nhiều người, nhưng mà nhờ cái chương trình khuyến mãi với lại hai cái sản phẩm đó là bếp từ và sản phẩm máy làm sữa hạt thì đã tạo điều kiện rất là kịp thời cho rất là nhiều anh chị có thể tăng doanh số một cách là bứt phá và đã đạt được cái mục tiêu của mình sớm hơn là dự định. Xin chào các anh chị rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng gửi thật là nhiều trái tim, thật là nhiều bông hoa để cảm ơn anh Đỗ Mai Lâm nói riêng và cảm ơn Cô Chen nói chung, vì đã rất là, có thể nói rất là hào phóng, rất là rộng rãi để giúp chúng ta có được những cái kết quả kinh doanh thành công ngoài sự mong đợi của chúng ta. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thay mặt cho các đối tác gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn đến anh Đỗ Mai Lâm. Và với cái chương trình khuyến mãi đang diễn ra thì chúng ta thấy rằng là cả hai sản phẩm đều là hai sản phẩm có thể cái cơ hội tiếp cận khách hàng là dễ dàng hơn rất nhiều so với những sản phẩm khác. Và chúng ta sẽ có được nhiều những cái đơn hàng đến từ hai sản phẩm này nếu như chúng ta có trải nghiệm. Tuy nhiên nếu chưa trải nghiệm thì các anh chị em mình cũng sẽ tự tin, bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một cái sự trải nghiệm đến từ một mentor về chiếc bếp từ. Và mentor này thì các anh chị cũng đã biết rất là nhiều rồi, bởi vì là bạn ấy cũng xuất hiện trong rất nhiều cái buổi Zoom của Cu Chen. Và hơn thế nữa thì đội nhóm của mentor này rất phát triển rất mạnh cái lai hàng Cu Chen. Xin mời mentor 3 sao Trần Minh Thuận ạ. Rồi, cảm ơn MC xinh đẹp, mentor 1 sao Thanh Vân nhé. Hôm nay Vân mặc áo màu hường rất là đẹp, rất là xinh, lung linh đúng không cả nhà? Thuận xin phép chào tất cả các anh chị em trong Zoom mình sáng ngày hôm nay ạ. Cu Chen là một cái lai hàng mà team của chị Giang Thía đúng không ạ? Từ team của chị Giang Thía trở xuống thì phát triển rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Và ở trong Zoom của mình ngày hôm nay có ai yêu những cái sản phẩm Cu Chen giống như Thuận không ạ? Có anh chị em nào mình yêu sản phẩm Cu Chen giống như Thuận thì mình comment số 68 giống Thuận đi ạ, cho ngày chủ nhật hôm nay của chúng ta sẽ thật là năng lượng và lộc phát đi ạ. Bất cứ sản phẩm nào mới mà anh Lâm đưa về thì Thuận đều muốn mang về nhà mình hết. Thực sự là như vậy. Khi mà nhắc tới cái sản phẩm bếp từ ấy thì Thuận nhớ tới cái thời ấu thơ của mình. Lúc đó mình phải nấu cơm bằng lá bạch đàn. Không biết là các anh chị có nấu cơm bằng lá mạch bạch đàn này, nấu cơm bằng rơm, bằng dạ, bằng chấu, bằng mùn cưa và bằng củi không ạ? Có anh chị em nào có tuổi thơ giống như Thuận không ạ? Lúc đó thì khói cay xè đôi mắt đúng không ạ? Chưa kể là khi cơm sôi thì mình phải mở vung để mình khê cái nồi cơm đó, thì bụi biếc này nọ từ những cái tro đó nó bay vào trong nồi cơm, bởi vì bé thì mình đâu có biết là làm thế nào cho nó khéo léo đâu đúng không ạ? Thế rồi thì xã hội phát triển. Xã hội phát triển thì sao ạ? Chúng ta có thêm bếp củi đúng không ạ? Chúng ta có thêm bếp điện, chúng ta có thêm bếp bếp ga. Thì nhà Thuận đã dùng bếp ga cũng rất là nhiều năm rồi. Và khi mà mình vào đồng hành kinh doanh cùng với Rocky á, và phát triển cái lai hàng Cu Chen á, thì bếp từ ra mắt nhưng mà vì bếp ga nhà mình mới thay một chiếc bếp ga cũng rất là xịn luôn, thì mình tiếc. Thuận thì được cái là rất là tiết kiệm và mình cũng hay tiếc của, khi mà đồ còn mới á, thì mình cứ muốn sử dụng thôi. Và lúc đó thì Thuận cố gắng Thuận sử dụng, nhưng mà thấy bếp từ á, mọi người sử dụng mọi người khen quá. Nào thì những cái tính năng mà bếp từ mang lại ấy, thì không biết là nhà mình có thể comment lên khung chat giúp Thuận được không ạ? Ở đây có anh chị em nào mình đã sử dụng bếp từ rồi không? Đã sử dụng bếp từ rồi mà chúng ta thấy thích nhất cái tính năng nào mà bếp từ mang lại thì các anh chị em có thể nhắn lên khung chat giúp Thuận được không ạ? Phơi cây lạc, đúng rồi, cây lạc, cây đậu, đủ các loại cây để mình có thể là đun bếp đúng không ạ? Bây giờ mà bảo là mình
mình quay về mình sử dụng những cái lá này, những cái củi nhỏ để mà mình nấu cơm, mình nấu đồ ăn á, thì chỉ là mình đi picnic thôi đúng không ạ? Mình đi picnic, mình trải nghiệm thôi. Mình cho các con hay là bản thân mình trải nghiệm cái đó 1-2 ngày hay là 1-2 bữa thì còn được, chứ mà bảo ngày nào tuần nào cũng làm như thế thì rất là khó đúng không ạ? À, Thuận thấy có anh chị nhắn lên là sạch sẽ này, an toàn này, đúng không ạ? À, tiết kiệm này. À, mọi người có thấy là nấu bằng bếp từ thì rất là nhanh không ạ? À, rất là nhanh đúng không ạ? À, tự hẹn giờ được luôn đúng không ạ? Có rất nhiều chế độ cho chúng ta chọn lựa. Ví dụ như nếu như Thuận hầm cháo cho con thì chúng ta có cái chế độ là chọn để hầm cháo đúng không ạ? Nếu chúng ta nấu bằng bếp ga, không biết có anh chị nào hay bị đãng trí giống như Thuận không? Thuận đã rất nhiều lần kho cá. Kho cá xong rồi thì mình mải mê làm một cái việc khác. À, hoặc là đôi khi mải mê cầm cái chiếc điện thoại á, thì quay lại là cái nồi cá của mình nó đen thui à, tự nhiên nghe mùi khét khét ở trong nhà nghe mùi khét khét ở trong nhà và xuống thì hư luôn một nồi cá, hư luôn luôn một nồi cá. Cảm ơn em Phành nhá. Chị Thuận cũng đã nấu bếp củi rất là nhiều năm rồi, mà không phải là mình đi mua củi to, củi cây từng đoạn sẵn một về nhà để nấu đâu, mà mình phải đi gọi là mót củi á. Mình đi mót củi, quê Thuận thì ở Bắc Giang, nên là mình sống ở vùng đồng núi, đồi núi Trung Du rất là nhiều cây bạch đàn. Nên là mình đi nhặt những cái cành bạch đàn nó khô để mình về mình đun luôn. Thế thì khi đó thì nhà em vẻ là suýt cháy nhà vào ngày 30 Tết đúng không ạ? Bây giờ thì thường mọi người sẽ, nhà Thuận thì mỗi năm thì sẽ gói bánh chưng một lần và nấu bếp củi một lần vào cái ngày 29 hoặc 30 Tết thôi. À, để mà cho các con có cảm nhận và trải nghiệm cái không khí Tết như thế nào. Nhưng mà Thuận nói là đến khi mà Thuận thấy được các anh chị em ở trong Rappi và những cái người khách hàng của Thuận ấy, họ trải nghiệm bếp từ rất là ưng ý, rất là tốt rồi, thì mình mới quyết định là thôi, dẹp cái bếp ga qua một bên. Nó mới thì mới, kệ, dẹp qua một bên. Bởi vì bây giờ ấy, mình thấy là nấu bếp ga này, giá ga thì tăng cao. Giá ga thì tăng cao, nấu bếp ga thì nóng. Ở miền Bắc thì mùa này mát rồi thì Thuận không nói, nhưng mà cái mùa hè của miền Bắc thì rất là oi bức đúng không ạ? Miền Trung cũng vậy, miền Nam thì gọi là dễ chịu hơn một tí nhưng mà cũng nóng. Bây giờ mình đi dậy, Thuận đi dậy về mà 11, 12, 11 giờ, 11 rưỡi trưa mà mình chui vào bếp ga như vậy nóng ơi là nóng, mà mình lại nấu nồi canh hay là kho thức ăn gì đó thì nó rất là nóng, nhưng mình không thể bật quạt được. Nếu mà nấu bếp ga là mình không thể bật quạt được. Và Thuận vẫn nhớ là khi mà có ông bà nội ở cùng ấy, thì ông bà nội có kêu anh xã của Thuận là làm một cái khay tròn nho nhỏ như vậy á, để bao quanh cái chân bếp ga. Để làm gì ạ? Để cản bớt gió, để chúng ta có thể là bật quạt được. Thì mỗi một lần nấu nướng như vậy á, nấu nướng như vậy thì mình thấy là nó rất là bất tiện đúng không ạ? Lỡ mà mình, Thuận thì hay kết hợp làm nhiều việc một lúc, ví dụ mình hầm nồi canh hay là mình làm một cái gì đó, thì mình sẽ quay ra mình chuẩn bị những đồ ăn khác, và đôi khi mải mê ấy, thì quay lại thì cái bếp nó bị rào ra rồi, nó rào ra mặt bếp, lau chùi rất là cực luôn các anh chị. Các anh chị có ngại mình lau chùi bếp ga không ạ? Có ngại không ạ? Có ai ngại giống Thuận không? Thuận rất là ngại lau chùi bếp ga. Và mình lau hàng ngày đó, ví dụ mỗi ngày nấu thì mình đều lau đấy, nhưng mà cũng có lúc thì mình bận rộn, mình vội vã đúng không ạ, mình không thể lau ngay được, thì mình để 1-2 ngày cái nó khô thì mình lau nó rất là khó, đôi khi thì phải dùng cái trà nồi để trà nữa, mà dùng cái trà nồi để trà thì cái mặt bếp, cái chân bếp ga của mình thì nó sẽ bị chảy xước thôi và nó sẽ xấu xí thôi đúng không ạ. Vậy thì khi mà mình dùng một cái bếp từ á, thì Thuận thấy là mình chỉ cần xịt một cái sản phẩm ở trên kệ Rappi thôi đúng không ạ, clean đó, đó thì mình xịt lên một chút và mình lấy cái giấy hoặc là mình lấy cái khăn khô mình lau qua một lượt là nó đã sạch bong rồi. Được chưa kể là mình hẹn giờ mình nấu, ví dụ như sáng này Thuận dậy sớm trước 5 giờ Thuận đi chợ, Thuận mua ít xương về Thuận hầm cháo cho con, thế là Thuận bắt lên bếp từ, mình canh cho cái nồi cháo nó sôi lên cái là Thuận để có 200 độ thôi. Sau đó mình hẹn khoảng 10 phút, 20 phút hay là 30 phút. Thế thì mình lên mình ngồi học 5 em cùng với các anh chị, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái luôn. Kệ, cứ để đấy. Thế thì tí nữa xuống là mình có một nồi cháo làm bữa sáng cho các con rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà nấu bằng bếp ga thì sao? Nấu bằng bếp ga thì sao? Là mình cứ phải đứng đấy mình canh đúng không ạ? Học 5 em không được đúng không ạ? Và bị sót mất thông tin. Rồi thì mình thấy là Thuận thấy là đúng rồi. Cảm ơn các anh chị đã gợi ý cho Thuận nhé. Nó rất là an toàn cho trẻ con đúng không ạ?
À, cái lúc mà con của Thuận ấy, à, bé trở lớn lên, bắt đầu lớn lên á, thì mình hướng dẫn cho con cái cách sử dụng bếp. À, thì hướng dẫn sử dụng bếp bằng bếp ga thì mình phải dặn con rất là kỹ. Và khi mà cho con bắt đầu tập nấu ăn á, thì mình phải đứng ở bên để mình theo dõi. À, mình giám sát con. À, để mục đích làm gì đấy ạ? Để cho con được an toàn thôi ạ. Mong con của mình được an toàn thôi. Thao tác đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi á, bé nhà Thuận á, nấu bằng bếp ga mà con chưng trứng á. À, chân trứng thì kiểu gì cũng đen hai mặt. Kiểu gì cũng đen hai mặt bởi vì con chưa biết liệu cái ngọn lửa của bếp ga. Và Thuận nhớ những cái ngày đầu á, thì khi con điều chỉnh cái lượng ga to hay nhỏ á, thì con làm không có được. Tức là cứ vặn nhỏ đi một chút thì nó lại tắt luôn, xong lại phải bật lại. Vặn nhỏ đi một chút thì tắt luôn, xong lại phải bật lại. Thì đó có phải là cái mà bất lợi của bếp ga đúng không ạ? Thêm một cái bất lợi nữa của bếp ga. Nhưng mà với bếp từ thì con điều chỉnh nhiệt độ trên cái bếp từ đó thì cực kỳ dễ dàng, chưa kể đến những cái dòng bếp cao cấp. À, những cái dòng bếp cao cấp thì chúng ta còn có những cái tính năng gì ạ? Tính năng chống tràn đúng không ạ? À, nếu như mà một chiếc nồi mà cá và nồi kho cá hoặc là thịt kho tàu chẳng hạn mà mình kho, nếu như mà nó cạn nước thì có phải là bếp sẽ có cái chế độ tự ngắt đúng không các anh chị? À, cũng không cần phải hẹn giờ, hẹn thời gian giống như Thuận nữa đúng không ạ? Thế thì quá tuyệt vời. À, và Thuận thấy là trong một cái thời gian mà Thuận trải nghiệm cái bếp từ ấy, à, thì hiện tại là Thuận đang trải nghiệm cái bếp từ đơn các anh chị. À, mình nhà mình thì rất là cũ kỹ rồi nên là mua một cái chiếc bếp từ mà 2-3 ngăn á, thì Thuận thấy là thời điểm này á, thì nó chưa phù hợp với Thuận thôi. Nhưng mà các anh chị mà mình lên nhà mới này, mình lên nhà mới đúng không ạ, mình có nhà mới hay là mình đi tân gia, mình có thể là rủ thêm nhiều các anh chị khác, chúng ta cùng chung tiền để mua tặng cho gia chủ một cái chiếc bếp từ xịn sò. Thì trong team của Thuận vừa rồi á, cũng có những cái anh chị mà có cái ý định là tân gia đấy, thì Thuận cũng nói luôn là tư vấn hẳn luôn cái bếp từ mới của Ý á. À, mọi người cứ tính toán thiệt hơn đúng không ạ? Nghe thấy 25.900.000 thì hoảng lên, hay là mười mấy triệu thì hoảng lên. Nhưng mà mọi người hãy nghĩ này, một cái bếp từ mà nó bảo hành 5 năm. À, khi mà mình mua rồi, mình có cái chiết khấu sỉ của đại lý rồi, mình lại có thêm được một bộ nồi rất là xịn sò nhập khẩu trực tiếp từ Ý nữa. Vậy thì có phải là mua một được hai không ạ? Đôi khi còn mua một được ba nữa, được tình cảm của những người thân yêu của mình nữa đúng không ạ? Vậy thì mình hãy tranh thủ cái thời gian khuyến mãi này, chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi. À, chúng ta hãy chia sẻ những cái sản phẩm này, những cái sản phẩm mà Thuận thấy là nhìn lên là Thuận mê đó, ngay cả như là máy làm sữa hạt luôn, ngay cả như máy làm sữa hạt nữa. À, lúc trước thì mình không có khuyến mãi về máy làm sữa hạt đúng không ạ? À, nhưng mà các anh chị em mentor đã ngồi bàn lại đúng không ạ? Kêu gọi anh Lâm là có một cái khuyến mãi gì đó để mà đẩy cái máy ha sữa hạt này có thể tới tay các anh chị em đại lý của chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng được cái máy này. Thì Thuận thấy này, đơn giản lắm các anh chị nhiều khi sợ là mình không thể bán được những cái sản phẩm giá cao. Vậy thì bây giờ các anh chị hãy trải nghiệm thử một cái chiếc bếp từ đơn đi. Ở ngoài Bắc, ngoài miền Trung ấy thì sắp sửa là lập đông rồi đúng không ạ? Chúng ta có thích ăn lẩu không ạ? Thuận rất là thích ăn lẩu đúng không ạ? Nếu mà chúng ta dùng bếp ga hay bếp cồn á, thì nó rất là nguy hiểm, mà nó không tiện, nó lại không được sạch như chúng ta dùng bếp từ nữa. Vậy thì chúng ta hãy trải nghiệm một cái bếp từ đơn đi, để chúng ta thấy được là những cái tác dụng tuyệt vời mà bếp từ mang lại như thế nào. Khi các anh chị trải nghiệm rồi, các anh chị sẽ thấy được là cái sản phẩm của mình nó tốt như thế nào, thì mình sẽ tự tin lan tỏa, mình sẽ tự tin chia sẻ với khách hàng. Chưa kể là hàng ngày mình có thể là chụp cái hình ảnh căn bếp nhà mình đúng không ạ? À, chúng ta có thể quay video những cái món ăn của nhà mình đúng không ạ? À, thì mình sẽ đăng lên thì sẽ tăng thêm niềm tin đối với khách hàng. À, bộ nồi rất là đẹp luôn đúng không ạ? À, bếp đó có kén nồi không? À, bếp từ thì chỉ cần nồi có đáy từ là chúng ta nấu được thôi. Nhưng các anh chị biết không, ở bên Kuchen còn có những cái bếp mà vừa có chấu từ, vừa có chấu hồng ngoại luôn. À, chấu hồng ngoại thì nấu được tất cả các loại nồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có rất là nhiều để lựa chọn, để cho các anh chị lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. À, thì Thuận rất là mong, đúng rồi, cứ nam châm là hút được, nấu được hết. Cảm ơn Cosba sao, Lê Hiền, em Lê Hiền, một siêu nhân bán hàng đấy, một siêu nhân bán lẻ. À, bán gì cũng rất là siêu luôn. Đấy thì các anh chị sẽ thấy là quan trọng là các anh chị có tự tin hay không. Đúng không ạ? Các anh chị hãy trải nghiệm sản phẩm trước đi. Khi mà trải nghiệm sản phẩm rồi các anh chị sẽ thấy là mê lắm.
À, tại sao mà từ chị Giang Thía trở xuống cho tới team của mentor Lê Sự, hay là team của Thuận, hay là team của chị Hà Thanh, chị Phạm Tùng, hay là chị Thanh Vân, hay là chị Tuyết Nhung chẳng hạn, thì mọi người đều rất rất là yêu Cu Chen đúng không ạ? Rất là yêu Cu Chen và Thuận rất là hóng những cái sản phẩm sắp ra tới của Cu Chen nữa. Thì các anh chị, mình tùy vào điều kiện của mình đúng không ạ? Mình hãy upsell với khách hàng, upsell với chính bản thân mình đi các anh chị. Bán luôn cho bản thân mình đi. Nếu như mà các anh chị nào chưa có bếp từ đúng không ạ, thì chúng ta hãy trải nghiệm bếp từ đi, hãy mạnh dạn đưa cái bếp ga đó sang một bên, hoặc là mình xem là những nhà, những cái anh chị nào mà họ chưa có điều kiện để trải nghiệm bếp từ ấy, mà họ đang muốn đang có cái bếp ga mà nó cũ rồi ấy, sử dụng tận tè ấy, thì các anh chị hãy tặng cái bếp ga nhà mình cho những người đó đi ạ, để mình có thể trải nghiệm tốt nhất với bếp từ. Cảm ơn Thánh Cu Chen Hương Yên Thành đúng không ạ? Ruby gần 2 tuổi mà nói là yêu Cu Chen nhiều lắm lắm, thực sự là rất là yêu Cu Chen luôn. Và Thuận xin nhường lại mic cho MC xinh đẹp Thanh Vân ngày hôm nay nhé. Thuận hy vọng rằng là sau buổi sáng ngày hôm nay thì các anh chị sẽ ra được những cái quyết định để mà mình có thể, thứ nhất là mình trải nghiệm được những sản phẩm tốt, thứ hai là mình sẽ có được một cái doanh số đúng không ạ, có được những cái chiến lược để mình có thể hoàn thành được mục tiêu tháng 10 này, cũng như là hoàn thành được mục tiêu năm tài chính 2022. Xin chúc cả nhà một ngày chủ nhật năng lượng và bão đơn nhé, chúc cho mục tiêu của mọi người được hoàn thành sớm. Xin nhường lại mic cho MC Thanh Vân. Cảm ơn mentor Ba Sao Minh Thuận. Nè, như các anh chị em thấy là cái bếp từ, cái mặt hàng bếp từ của Lai Hàng Chen ở trên Shopee thì chúng ta thấy rất là đa dạng, đa dạng về cái giá cũng như là đa dạng về cái hình thức, có bếp đơn, bếp đôi, bếp ba. Và với mentor Trần Minh Thuận thì do là cái điều kiện là chưa có nhà mới cho nên là mới chỉ sử dụng cái bếp từ đơn thôi, thì các anh chị thấy thôi, mỗi bếp từ đơn thôi, chỉ với bếp từ đơn thôi, nhưng mà cái trải nghiệm của mentor Trần Minh Thuận thì cũng rất là đầy đủ về cái chất lượng của bếp từ Cu Chen. Và bản thân Vân ở đây thì thú thật với các anh chị là mình cũng không phải là một người có cái điều kiện kinh tế dồi dào, cho nên là cái việc mà trải nghiệm những cái sản phẩm của Cu Chen thì mình cũng không phải là dễ dàng lắm. Mặc dù vậy thì mình vẫn bán bếp từ rất là, có thể nói là rất là lạ thường, rất là kỳ diệu, ở chỗ là trừ cái bếp từ Đức mới ra, thì Vân đã bán được bếp từ 11.900.000 của Malai, bán được 13.900.000 của Malai, bán được cái gần 19 triệu, đúng không ạ, của Thổ Nhĩ Kỳ, và bán được cả cái 24 triệu của Tây Ban Nha. Và những khách hàng của Vân khi mà nhận hàng thì họ đều rất là trầm trồ, đặc biệt là những khách hàng mà đã sử dụng một cái bếp từ của một cái nhãn hiệu khác, họ muốn thay bếp từ ấy ạ, thì họ cảm thấy là ồ, bếp đẹp quá, bếp sáng quá, bếp mà có thể nói kiểu giống như là nét quá. Trong khi đó thì cái bếp từ mà họ đã sử dụng ấy, thực tình là mình có chụp lại nhưng mà mình không tiện để mà đưa lên Facebook để cho mọi người so sánh. Cho nên là về mặt hình thức thôi là các anh chị đã thấy là bếp từ Cu Chen nó ở một cái đỉnh cao khác. Thứ hai nữa là trong quá trình sử dụng là họ khen ngợi. Và từ ngày bán bếp từ là đến nay là tổng cộng là một năm, thì mình thấy rằng là mình hỏi lại thì mọi người đều rất là hài lòng, đều rất là thích thú. Và họ phản hồi nữa đó là những cái vấn đề như là Trần Minh Thuận đã chia sẻ, không chỉ là dễ vệ sinh, không chỉ là nấu nhanh sôi, không chỉ là đẹp cái không gian bếp, mà cái đặc biệt nữa đó là cái cảm giác của họ khi nấu bếp từ Cu Chen ấy, đó là một cái sự thoải mái, đó là một cái sự mát mẻ, đó là một cái sự hài lòng, hài lòng một cách thực sự. Và thêm vào đó thì cái tiền điện mà họ chi trả cho cái sản phẩm, cái thiết bị điện mà họ đã sắm ấy, thực sự là họ thấy nó không đáng kể, không thay đổi đáng kể so với những cái hóa đơn tiền điện trước đó. Thì đó là một cái điều mà các anh chị thấy là mình rất là tự tin để có thể chia sẻ cái sản phẩm bếp từ Cu Chen. Và Vân cũng trong cái sự hiểu biết của mình về Cu Chen thì có thể nói là đến với thị trường thế giới cũng như là thị trường Việt Nam thì Cu Chen đến trước hết là với các sản phẩm nhà bếp, và đặc biệt đó là Lai Hàng bếp từ các anh chị nhé. Nên là nếu như mình đang có khách hàng
là đang có khách hàng hoặc bản thân mình đang có những đang có nhu cầu về bếp từ, thì các anh chị cứ mạnh dạn là hoặc là chốt cho mình hoặc là chốt cho khách, bởi vì thứ nhất là sản phẩm rất là chất lượng, và thứ hai các anh chị không phải lo lắng gì về cái việc lắp đặt và bảo hành. Điều đó thì hoàn toàn đã có cái sự hỗ trợ từ những cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp rồi. Cảm ơn các anh chị đã cùng với lại Vân, cùng với lại Thuật nghe cái sản phẩm bếp từ. Và bây giờ đây thì trong cái đợt khuyến mãi rất là rầm rộ cuối tháng 10 này, chúng ta còn có một cái sản phẩm rất là chất lượng, đặc biệt là nó cải thiện sức khỏe rất là rõ ràng. Nó là một cái trong những cái có thể nói là một cái sản phẩm nó trở thành xu hướng, nó trở thành tất yếu trong cái sự chuyển dịch về cái tập quán ăn uống của rất là nhiều người. Thì các anh chị thấy rằng là uống sữa bò là một cái thói quen từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là càng ngày thì người ta càng thấy là những cái hạn chế mà sữa bò đem lại ấy, khiến cho người ta phải có một cái sự tìm kiếm mới, và sữa hạt chính là một cái sự thay thế thậm chí là gì ạ, ưu việt hơn cả sữa bò. Cho nên là rất là nhiều những chiếc máy sữa hạt của những cái nhãn hiệu khác đã được đến với khách hàng. Tuy nhiên là so với những cái sản phẩm máy sữa hạt của những cái thậm chí là Vân cũng đã sử dụng cái máy sữa hạt của một cái nhãn hiệu cũng không phải là nổi tiếng, thì mình thấy rằng là gì, máy làm sữa hạt đa năng của Kuchen nó có những cái điểm vượt trội hơn hẳn. Và cái sự vượt trội đó cụ thể trong cái trải nghiệm là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng mời lên đây một siêu nhân của lây hàng Kuchen, và thậm chí là đội nhóm của bạn ấy có lẽ là nên đặt tên là team Kuchen. Xin mời lên đây mentor Nguyễn Vẽ. Chúng ta hãy cùng là chào đón Nguyễn Vẽ bằng những tràng pháo hoa, tràng pháo tay. Vâng, em chào chị Vân. Hôm nay chị Vân từ nãy giờ cứ ngồi ngắm chị Vân hoài thôi. Hôm nay mời mọi người ơi. Mọi người ơi. Chị Vân chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em đang ở quê và sóng thì không biết là nó có được ổn định hay không. Nhưng mà xin phép bé ơi, hình như là âm thanh bên em hơi nhỏ ấy. Âm thanh hơi nhỏ với chị. Lại thì ngại hơi chao đảo em ạ. Khổ quá, hôm nay em về quê nên là không có cái gì, em vừa cầm máy đấy. Mọi người nghe rõ không ạ? Rõ nhưng mà chưa có được rõ nhất có thể. Thôi em cứ nói đi rồi. Em cũng không biết là tại sao đó, tại vì mạng hôm nay nó hơi có vấn đề. Được rồi đó mẹ. Được rồi đấy. Dạ. Vâng. Nãy giờ thì đã nghe anh Lâm chia sẻ về Kuchen này, rồi là chị Thuận đã chia sẻ những trải nghiệm về các sản phẩm của Kuchen, cũng như là cái team của chị Thuận sử dụng Kuchen và bán Kuchen như thế nào. Thì không biết là các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta đã ai gọi là lần đầu tiên mà vào Zoom mà nói về Kuchen không ạ? Hay là chưa từng sản phẩm trải nghiệm một cái sản phẩm nào đấy của Kuchen không ạ? Chị Thuận chưa đấy. Nếu như mấy ai mà chưa từng trải nghiệm một sản phẩm nào của Kuchen, hay là còn đang phân vân bên Kuchen không biết là sản phẩm của Kuchen như thế nào, thì mọi người có thể cho em xin số 0 đúng không ạ? Vâng, em xin tự giới thiệu. Sùng Phành, chị thấy Sùng Phành vào rất là nhiều Zoom của Kuchen mà Sùng Phành lại chưa trải nghiệm sản phẩm nào của Kuchen này, tiếc thế. Nếu như mà thật sự là những ai mà chưa trải nghiệm những sản phẩm của Kuchen thì phải thấy là nó hơi tiếc, bởi vì là không phải là vào với đây là chúng ta đã thấy đấy. Lần đầu tiên mà khi mà mình vào với nị Robby thì mình cũng là bắt đầu với hàng Kuchen, và cũng rất là tình cờ thôi, chứ không phải là chọn ngay từ ban đầu, mà bởi vì là vào là thấy rất là mê sản phẩm nên là đã link một sản phẩm về để trải nghiệm, về dùng. Chỗ Sùng Phành chưa có điện thế thì chờ khi nào có điện thì nhất định phải link nha Sùng Phành. Vâng, và khi mà mình đã link được một cái sản phẩm của Kuchen về trải nghiệm ấy, thì mình mới thấy là thứ nhất là về chất lượng và về cái mà mình để mình có thể là so sánh. Bây giờ nhiều người mà khi mà nhìn đến cái này hàng Kuchen ấy, đối với những người mới bắt đầu ấy, thì mọi người bị sợ, bởi vì là khi mọi người vào cái là mọi người chưa cần biết là Kuchen như thế nào, nhưng mà nhìn về giá là bắt đầu mọi người bị phân vân, bị có suy nghĩ là mắc quá không có bán được. Nhưng mà khi mà mọi người trải nghiệm, mọi người có một cái sản phẩm ở trong tay rồi ấy, thì mọi người sẽ thấy là giá của Kuchen không hề mắc, mà đương nhiên là giá cả nó sẽ đi đôi với chất lượng. Khi sử dụng những cái sản phẩm bên ngoài rồi và chuyển sang Kuchen ấy, thì mọi người sẽ thấy nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như
chị Thuận có nói là trước đây là chị Thuận đang sử dụng bếp ga đúng không, và thường xuyên là bị đáng trí bị quên và đã suốt ngày là cho nhà ăn cá cháy. Và em cũng thế, bản thân em thì cũng đã có lần là suýt đốt nhà vào ngày 30 Tết, là mình kho một nồi thịt kho tàu xong mình để đấy, mình đi ra cửa hàng mình dọn dẹp và cuối cùng là quên, về nhà thì bếp vẫn cháy và khói luôn, mà có cả trẻ con ở nhà. Và sau hôm đấy thì mình đã rất là sợ và lập tức là đã mua ngay một cái bếp từ. Và lúc đấy thì em cũng có mua một cái bếp từ của Đức, nhưng mà là hàng xách tay, về dùng thì cũng thấy là rất là ok. Nhưng mà khi mà sử dụng bếp từ cũng chen rồi ấy. Ví dụ như vừa rồi là bố mẹ em có về nhà mới và có mua cho ông bà một cái bếp từ của Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Thì khi sử dụng mình mới thấy là ồ, bếp này nó mắc hơn cái bếp mình mua rất là nhiều. Nhưng mà vì sao nó lại mắc như vậy? Bởi vì là nó an toàn hơn cái bếp kia rất là nhiều mọi người. Mặc dù là ở cùng là cái thương hiệu của Đức, nhưng cái bếp của em ấy, em thấy là ở châu Âu ấy thì mọi người rất là an toàn. Có nghĩa là người ta tính đến cái độ an toàn của khi mà mình sử dụng rất là cao. Nên là khi sử dụng đây là cái bếp từ của nhà mẹ này. Nhìn nó rất là, đây là bếp từ của ông bà, hiện tại thì không có nấu gì hết. Đấy, thì mọi người thấy không? Ở đây nhìn nó rất là đơn giản đấy nha, nhưng mà khi mà mình trải nghiệm rồi ấy thì mình mới biết là à, khi mà mình sử dụng cái này nha, ví dụ như cái bếp nhà mẹ thì là nó có nghĩa là khi mà nó sôi lên đấy là nó sẽ giữ nguyên cái nhiệt đấy, nó không ngắt. Nhưng mà đối với bếp của Thổ Nhĩ Kỳ nó rất là an toàn nha mọi người. Nó sôi lên đến một cái nhiệt độ gọi là sôi bùng lên ấy, nó chỉ khoảng độ 3 phút thôi. Nếu như chúng ta luộc rau mà chúng ta chưa trải nghiệm thì nhiều người bảo luộc cái bếp này chán lắm, cái bếp này không có, có nghĩa là luộc rau và xào nấu nó không được ngon. Nhưng thực ra mọi người chưa trải nghiệm nên mọi người không biết đến cái tính năng của nó. Đấy là tính năng water. Đấy là khi nào mà mình muốn tăng nhiệt độ ấy, khi mà nó ngắt rồi ấy, là đảm bảo được an toàn cho người sử dụng để mà nó không bị lãng phí điện này, và cái đồ ăn được nấu ngon hơn cho những món mà không nhất thiết phải dùng cái nhiệt độ cao. Nhưng mà mình biết được một chức năng của nó là booster thì mình sẽ có thể là tăng cái gia nhiệt lên và nó tiếp tục sôi và xào nấu thì rất là ngon và rất là an toàn, đặc biệt rất là tiết kiệm điện. Đấy, nên là những ai còn đang phân vân giữa cái vấn đề là chúng ta có nên bắt đầu để kinh doanh Kuchen hay không, để mà trải nghiệm các sản phẩm của Kuchen hay không, thì thật sự là phải khuyên mọi người, nếu đó chúng ta đã vào với Robby rồi thì mọi người đã thấy rồi đấy. Team của từ chị Giang Thía trở xuống thì tất cả mọi người đều là bắt đầu với nó hàng, không phải bắt đầu mà đều là chọn Kuchen làm cái sản phẩm mà để mà đi lâu dài ấy, để mà có cái chiến lược lên sao lên số. Ví dụ như những team khác thì phải không biết là mọi người không bán, tại vì phải khi mà mình hỏi ấy, thì mọi người gần như là không dám bắt đầu với Kuchen chỉ bởi vì là sợ Kuchen cái giá nó cao. Nhưng mà mọi người lại chưa dám trải nghiệm mà chỉ biết thấy sợ thôi, nên là không dám bắt đầu. Và cũng vì thế nên là đến những tháng cuối, những ngày cuối tháng ấy, thì thường là mọi người rất là lo lắng là làm thế nào để đủ sao, đủ số, đủ điệp để mà có thể giữ sao hay là lên sao, thăng hạng. Thì đối với cái team của chị, từ chị Giang Thía trở xuống, thì mọi người đã trải nghiệm Kuchen rất là nhiều và sử dụng Kuchen rất là nhiều. Tóm lại là mọi người yêu Kuchen một cách gọi là, mình thấy là trong nhóm đấy thì hầu như là các thánh của Kuchen thì đều làm ở team của chị Giang Thía. Và mọi người thấy không, team của chị Giang Thía trở xuống mọi người về đích rất là nhanh và rất là đơn giản. Khi mà mình đã chọn được cái hàng Kuchen rồi ấy, thì là việc lên sao số của chúng ta hoàn toàn là đơn giản. Nhưng mọi người thấy là tháng trước đúng không ạ, tháng trước thì cũng là một tháng kinh doanh rất là khó khăn, thì rất là cảm ơn anh Lâm đã ra một cái chương trình là khuyến mại máy ép trận để cho mọi người có cái cơ hội trải nghiệm. Và lúc đấy thì bọn team mình, mà mình cũng khuyên mọi người là những người đại lý ấy, thì chúng ta lên là những người trải nghiệm rồi hãy đi bán hàng. Vì sao mình đã khuyên là đại lý lên trải nghiệm? Bởi vì là khi mà chúng ta trải nghiệm một sản phẩm rồi ấy, thì chúng ta sẽ có, gọi là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sản phẩm đấy nó như thế nào, sử dụng nó có tốt hay không, mà vì sao mà giá nó lại cao như vậy. Mình có sản phẩm trong tay rồi thì mình làm được những video, mình feedback nó rất là chân thật. Và khách hàng bị gọi là khi mà mình nói không, mình cứ đăng bài thì cũng chen, nhưng mà mình không có cái sản phẩm trong tay ấy, thì rất là khó để thuyết phục. Nhưng khi có sản phẩm trong tay rồi thì vô cùng là dễ bán. Và đặc biệt là bây giờ là trong lai hàng của chen có sản phẩm máy sữa hạt ấy, thì được rất là nhiều anh chị quan tâm. Nhưng mà mọi người lại lo sợ là cũng đang phân vân về giá. Thì đúng thời điểm này thì anh Lâm lại ra một cái chương trình là khuyến mại. Và cái khuyến mại này thì gần như là chưa bao giờ có. Và bây giờ chúng ta có thể trải nghiệm được một lúc được hai sản phẩm. Ai có đang định mua nồi cơm, thì đã qua cái chương trình khuyến mại rồi. Bây giờ thì mình thấy cái chương trình, cái máy sữa hạt này, ngày xưa thì lúc đầu mà ra máy sữa hạt ấy, đẹp cũng không định trải nghiệm nha. Và cũng không định là vì trước đấy là mình có mua máy ép chậm rồi, nên là không định mua máy sữa hạt vì nghĩ là nhà mình không uống sữa hạt nhiều ấy, nên là không có mua.
nhưng mà mình vẫn muốn trải nghiệm, vì bởi vì là khi mà mình trải nghiệm thì mình mới có cái feedback, có cái sự chân thật, hay có cái truyền cho được đội nhóm của mình cái niềm tin, cái tình yêu với sản phẩm, và mọi người mới có thể là mọi người mới sẵn sàng để mà đi mà chia sẻ. Mình có sản phẩm trong tay rồi, mình truyền cái cảm hứng cho đội nhóm, nó rất là dễ dàng. Nên là để mà kinh doanh lâu dài tại Robby, chúng ta muốn lên sao lên số thì những anh chị là đại lý này, rồi là những anh chị là cốt, thì chúng ta hãy trải nghiệm một sản phẩm của Chen thôi, không cần nhiều đâu. Chị Thuận nói là chị Thuận chỉ trải nghiệm một cái bếp từ đơn thôi, nhưng mà chị Thuận đã bán được rất nhiều bếp từ khác. Còn ở trong đây chúng ta có một thánh, đấy là chị Vân đấy ạ. Chị Vân là người mà chỉ trải nghiệm được một cái chả của Chen thôi, nhưng mà từ bán một cái chả của Chen thì khách hàng lập tức đã có niềm tin. Dùng chả của Cú Chen xong rồi là cái gì cũng nghĩ đến Cú Chen. Dùng một sản phẩm thôi, khách hàng của bé cũng thế, chỉ cần sử dụng một sản phẩm của Cú Chen thôi là sau tất cả những sản phẩm khác gia dụng trong gia đình đều nghĩ tới, chỉ nghĩ tới Cú Chen thôi. Gần như là người ta mà đã dùng cái này rồi, dùng hàng xịn quen rồi ấy, thì lại không nghĩ được cái gì khác, bởi vì là từ chất lượng cho đến hình dáng của Cú Chen vô cùng là đẹp, và cái chính sách của Cú Chen càng tuyệt vời. Sắp tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều chính sách mới mà anh Lâm muốn hỗ trợ cho đại lý cũng như là người tiêu dùng ạ. Nên là mình rất là tự tin. Vì vậy nên là nhân cái dịp khuyến mại như thế này, thì những anh chị nào mà đang phân vân, đang muốn linh một cái máy sữa hạt ấy, mọi người biết cái máy sữa hạt này này, đây, để mới nấu xong này. Đây, nhà bà ngoại cũng có máy sữa hạt. Đây là máy sữa hạt này, đây là nấu xong rồi nhá. Thì bây giờ máy sẽ tự động vệ sinh luôn nha mọi người. Mọi người khi mà sử dụng máy sữa hạt ấy, nghe những cái máy sữa hạt trên thị trường thì là nó rất là rẻ đúng không ạ? Nên mọi người sẽ bị phân vân là trời ơi sao cái máy này lại mắc hơn cái máy kia. Nhưng mà mọi người biết là khi mà mình sử dụng máy sữa hạt ấy, mọi người có một điều rất là ngại, đấy là chúng ta vệ sinh cái máy này đúng không ạ? Vệ sinh cái phần này này, mọi người ngại kinh khủng. Những cái máy này thì khi mà mình nấu xong rồi, mình chỉ việc nhấc cái này ra thôi và mình rửa cái phần sữa này thôi, còn lại thì máy sẽ tự vệ sinh, tự vệ sinh này, rồi tự sấy khô luôn, và chúng ta không phải làm gì cả, rất là đơn giản. Nên là khi mà mình trải nghiệm, ví dụ như lúc đầu mà mình mua cái máy này cho bố mẹ mình kêu là mắc tiền lắm mình không mua. Nhưng mà mua về rồi thì các cụ rất là thích, và đặc biệt là hàng xóm sang ấy cũng bị mê. Hàng xóm sang là mê, tôi cũng phải góp tiền tôi mua một cái như này. Bởi vì bây giờ ở cái chế độ ăn uống thì ngày càng gọi là làm sao mọi người hướng tới cái xu hướng là ăn sạch ấy, rồi là ăn uống healthy hơn này, ăn uống ít chất động vật, thịt cá hơn, mà muốn hướng tới là ăn uống từ những cái loại hạt nhiều hơn, thì cái máy này nó rất là tiện luôn. Và hàng xóm nhà vẻ thì như vậy, và trong đội nhóm của vẻ thế cũng có chị là chị đang sử dụng cái máy sữa hạt, và khi mà hàng xóm sang cũng thế, mê lắm và tranh thủ khuyến mại vừa rồi. Khi mình có sản phẩm trong tay, hàng xóm sang nhìn ấy là mê, và có khuyến mại một cái mời là chị đã chốt ngay trong cái ngày đầu tiên được 4 cái máy. Chị Liên ở Bình Dương xay xong, có xay tiếp không? Nếu như mà các bạn muốn xay xong mà mình như là mình không muốn nó vệ sinh ấy, thì mình phải rút điện ra luôn nha, chứ mình không có tắt, mình tắt đi nó vẫn đấy ạ. Như vẻ xem xay xong mà mình muốn dùng cho mẻ tiếp theo ấy, là mình rút cái điện ra để cho nó không có vệ sinh máy nữa. Còn nếu như mà mọi người không có dùng nữa thì mình sẽ để cho nó tự vệ sinh máy, và chúng ta sẽ không phải làm gì hết. Nên là với một cái máy như thế này chỉ có 9 triệu nghe thì rất là mắc đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta là đại lý mà, chúng ta là đối tác của Robby, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta đã được cái chiết khấu. Cái chiết khấu của chúng ta cho một cái máy này đã là 2 triệu đúng không ạ? Điểm boy thì có nha, điểm boy của máy này cũng rất là cao, là 3 triệu cho một, hơn 3 triệu boy cho một máy. Rồi kèm theo đấy nữa là bây giờ chúng ta lại có khuyến mại, các bạn một lúc mà chúng ta vừa trải nghiệm được hai sản phẩm. Đấy là bây giờ là mùa đông sắp đến, chúng ta có thể trải nghiệm được cái bếp từ đơn của Cú Chen, rồi là trải nghiệm được luôn cả cái máy này. Thì cái việc mà chúng ta khi chúng ta có sự trải nghiệm rồi ấy, đêm vẻ bán hàng thì gần như là mọi người đều như vẻ ban đầu, là đều bán hàng bằng cái sự trải nghiệm bản thân. Mình có sự trải nghiệm ấy thì thật sự là mình chốt hàng, chốt sale nó rất là đơn giản. Mình không phải là đi bán hàng mà mình chỉ đi chia sẻ thôi, và hàng xóm ra mình cũng chia sẻ được. Hay mình đang làm cái máy như này, mình có thể quay lại cái video mình đưa lên và mọi người sẽ thấy ồ sao cái máy này nó lại tiện như vậy, nó làm rất là sạch. Mọi người nhìn nhá, nó khi mà nó vệ sinh ấy, nó vệ sinh cực kỳ là mạnh luôn, nên là nó mạnh hơn ta kiểu tay nhiều, và nó vệ đấy, xong sau đấy là nó sấy khô luôn. Nên là khi mình sử dụng mình cực kỳ là thích. Nên là những anh chị nào mà chúng ta còn đang phân vân, đang lo lắng hay là đang đắn đo là cái giá nó cao ấy, thì mọi người hãy lên trải nghiệm ạ. Đặc biệt là để khuyên những anh chị mà là những anh chị đã là coach, là mentor rồi ấy, mà chưa có những sản phẩm này ở trong tay ấy,
thì thật sự là đội nhóm mình muốn phát triển là cái dòng sản phẩm này, đội muốn mình muốn gọi là đi nhanh, đi bền thì sẽ bỏ qua lại hàng của Chen là một điều rất là tiếc luôn. Như team của Bẻ cũng thế, gần như là mọi người không có bị đã, những người đã lên sao rồi ấy, thì mọi người sẽ lên sao bền luôn. Vì sản phẩm của Chen luôn luôn ra sản phẩm mới, mà khách hàng đã sử dụng của Chen rồi ấy, thì cứ sản phẩm mới ra mình giới thiệu nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là đơn giản. Chính vì vậy là như mọi team khác mà mọi người không bắt đầu, kiểu không dám bắt đầu với của Chen ấy, thì mọi người cứ đi bán những cái nai hàng như mỹ phẩm thì nó cũng rất là ok đúng không ạ? Sản phẩm thì rất là tốt, nhưng vấn đề là để chúng ta có thể là bán được lâu, lên được sao nhanh, thì những sản phẩm đấy có thể là chúng ta sẽ rất là khó. Nhưng mà trong team từ chi phía trở xuống thì mọi người gần như về đích rất là sớm, mà không mấy khi mà bị cái vấn đề là áp lực về doanh số, cho đến khi mà mình cứ phải đến những ngày cuối là bắt đầu cong mông đi chạy. Mà với cô Trang rồi, có cô Trang trong tay ấy, thì lúc đấy là mọi người giữ cái sao, giữ cái số nó rất là ổn định. Và team của mình thì đến ngày 25 là mọi người cũng đã xong chương trình rồi, xong cái chương trình, xong những người mà 3 sao đấy là các bạn đã gần như là đã đủ việc. Mà trong đấy thì mọi người cũng chỉ yếu là bán lai hàng của Trang, những sản phẩm khác vẫn bán cho mọi người. Có nghĩa là mình những sản phẩm khác mình vẫn bán bình thường, nhưng có của Trang điểm số của chúng ta sẽ tốt hơn. Mà kể cả là về cái mặt gọi là lợi nhuận ấy, có nghĩa là chúng ta sẽ có được những cái thù lao xứng đáng hơn ấy. Nên là mọi người, hôm qua mình có nói chuyện với một chị cũng là mentor 3 sao. Mình có hỏi chị là, chị bảo mình là bé ơi, team em làm thế nào để mà bán cu chen mạnh ấy. Và thực ra chị ơi, bây giờ team em chẳng làm cái gì hết ấy. Một tuần gần như không làm cái gì về cu chen. Mà nếu mà có làm các zoom cu chen ấy, là toàn đi làm zoom ở những team khác thôi. Chứ team nhà là bây giờ cu chen bọn em cũng không cần phải nói nhiều. Bởi vì là mọi người khi mà trải nghiệm sản phẩm, có tình yêu rồi là mọi người tự chia sẻ, và tự thấy là mình rất là yêu và tự đi bán. Chứ cũng không cần phải là mentor phải nói là các bạn phải bán cái này, bán cái kia. Bây giờ gần như là team mình là không cần phải là nói cho mọi người là mọi người hãy đi bán cu chen đi. Mà mọi người vào là mọi người nhìn thấy là mentor bán cu chen rồi, thì mọi người cũng đầu tiên là mình không hướng cho mọi người sẽ bán cu chen ngay, mà sẽ chọn cho mình những nai hàng, những sản phẩm phễu. Và chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng bằng cái sự gọi là nhiệt tình này, rồi có kiến thức này, chúng ta là chuyên gia trong sản phẩm. Và từ những sản phẩm nhỏ thì chúng ta upsell lên sản phẩm to nó rất là tốt. Và thấy là mentor bán cu chen rồi thì mình cũng tội gì mà mình không vào mình học. Mình bắt đầu mình cũng đi học, đi học rồi bắt đầu là cũng bị mê, rồi cũng trải nghiệm và bán cu chen một cách nó nhẹ nhàng lắm. Nên là những ai mà những anh chị nào mà đang muốn đội nhóm mình đi nhanh, đi bền và không bị lo lắng về sao số ấy, thì phải khuyên là mọi người hãy tận dụng cái chương trình khuyến mại những ngày cuối tháng này của cu chen đi ạ. Hãy tận dụng ngay, đặc biệt là những anh chị đã là đối tác, là mentor, là coach của Dropy rồi ấy, thì phải khuyên mọi người hãy đầu tư cho mình một gọi là một số tiền nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta một cái máy này là 9,5 triệu đúng không ạ? 9,5 triệu mà chúng ta đã được tặng một cái từ 2,2 triệu, xong lại còn được chiết khấu 2,2 triệu nữa, thì chúng ta chỉ bỏ ra đâu đấy khoảng 5 triệu thôi. Mà 5 triệu đấy xong là sau đấy thì điểm số chúng ta lại có, đội nhóm chúng ta lại lên. Thì từ cái 5 triệu này ấy, mọi người có thể có một cái doanh số bứt phá cho đội nhóm, cho bản thân trong những tháng tiếp theo và đi đường dài luôn. Bởi vì là cô Chen luôn luôn ra những sản phẩm mới, và sản phẩm cô Chen mọi người đã dùng rồi ấy, thì gần như là bị mê. Như chị Vân nói là chị Vân đâu cần phải là chưa có đủ điều kiện để mà sử dụng những sản phẩm khác. Nhưng mà chị Vân chỉ cần một cái chảo thôi, là chị Vân đã có thể bán được cho khách hàng một cái chảo. Và từ cái chảo đấy, khi người ta đã trải nghiệm sản phẩm, người ta đã dùng sản phẩm, người ta thấy ok rồi, thì cộng với uy tín cá nhân của mình, thì chắc chắn là người ta sẽ sẵn sàng, dễ dàng để mà upsell sang những sản phẩm khác. Và cứ cần đến là sẽ gọi đến cu chen. Như sao khách của bé bây giờ nào, cứ ra sản phẩm gì mới chỉ nhắn tin, chị ơi, cu chen mới ra sản phẩm này mới này, chị có muốn trải nghiệm không? Và nếu như nhà người ta có rồi ấy, thì người ta cũng bảo là nhà tôi còn cái này, tôi chưa muốn dùng, tôi bà làm thế nào bà thanh lý đi. Nhưng người ta nói thì nói thế thôi, nhưng mà khi mình có sản phẩm trong tay, mình review một cái là người ta, khách hàng bị ám ảnh luôn, và cứ nhìn thấy cu chen là bị mê, nên là cuối cùng lại vẫn lấy cho tôi một cái, vì tôi không thể chịu được khi mà cứ ngồi nhìn bà cứ đăng nó lên ấy. Đã dùng cái sản phẩm cu chen rồi thì gần như là ai cũng rất là mê. Nên là những mọi người đây, 333 anh chị em trong đây, những ai mà chưa trải nghiệm sản phẩm cu chen thì phải khuyên mọi người hãy tranh thủ những cơ hội khuyến mại mà cực kỳ lớn, cực kỳ sốc như thế này đi. Chúng ta chỉ cần trải nghiệm một sản phẩm nhỏ thôi,
thì chúng ta sẽ có, tự nhiên chúng ta sẽ có cái niềm tin với sản phẩm, và từ cái sản phẩm nhỏ chúng ta có thể upsell những sản phẩm lớn, nó rất là dễ dàng, nó không hề khó, và cái việc mà chúng ta giữ sao giữ số thì rất là ổn định luôn. Nên là hôm nay đây thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân mình khi mà kinh doanh cùng cái này hàng Kuchen, và kinh nghiệm của Tiên Vẻ thì cũng không có gì hết, cũng không có cái gì bảo là thực ra mọi người nó là thánh, nhưng không phải đâu ạ, em không là thánh hay là gì hết, mà mình quan trọng là mình bán hàng, là mình bán hàng bằng cái sự trải nghiệm của bản thân, mình bán hàng bằng sự trải nghiệm của bản thân ấy, nó có nghĩa nó đi đến cái tim của khách hàng ấy, nó dễ dàng lắm, nó có nghĩa những cái gì mà mình đi từ tim thì nó tim nó rất là dễ, nhưng người ta nhìn thấy mình là người thật việc thật, mình có trải nghiệm sản phẩm ấy. Và bây giờ mình chỉ đầu tư là hơn 5 triệu, nhưng mà cái doanh thu phải cam kết là mọi người sẽ thu lại một cái lợi nhuận cũng như một cái đội nhóm và cái doanh số ở những cái tháng tiếp theo ấy. Đặc biệt là bây giờ là gần Tết rồi nha mọi người, thì nay hàng Kuchen cực kỳ hot và sản phẩm thì ra mới liên tục, nên là gần Tết rồi mọi người nào là về nhà mới này, và đến gần Tết thì ai cũng muốn sắm sửa cho gia đình mình những trang thiết bị mới, thì anh nhân cơ hội này, nhân cái vụ khuyến mại này chỉ còn 2 ngày nữa thôi, nhưng ai mà chưa đủ sao đủ số thì đương nhiên là chúng ta hãy tận dụng ngay cơ hội này. Còn kể cả những anh chị đã đủ sao đủ số rồi nhưng mà muốn phát triển lâu dài ấy, thì phải cũng khuyên mọi người hãy trải nghiệm đi ạ, hãy link cho mình một sản phẩm về để trải nghiệm. Những anh chị nào đã trải nghiệm rồi thì phải xin chúc mừng mọi người đã bắt đầu thì bắt đầu rồi thì mọi người, nhưng mà mọi người mua Kuchen về rồi nhá. Hôm qua mình chỉ có một chị mentor 3 sao, mặc dù là chị đã mua về rồi, nhưng mua về rồi em ở nhà chị chật lắm, chẳng dùng, chị mua về rồi mà chị không trải nghiệm, chị không dùng, chị ít khi chị quay video lên ấy, thì làm sao mà khách người ta biết là chị đang dùng cái sản phẩm đấy, làm sao mà biết được là chị yêu sản phẩm đấy như thế nào, hay là đội nhóm của chị làm sao họ biết là sản phẩm đấy nó có tốt hay không. Bản thân chị, mình là những người cốt, mình mua về mình trải nghiệm thì mình phải tìm ra những cái, mình phải làm những cái video để truyền động lực, truyền tình yêu cho đội nhóm của mình, từ đấy là khách hàng người ta nhìn thấy người ta cũng mê. Nên là đấy là chính là cái sự trải nghiệm. Mọi người mua về rồi đừng mua về xong thì cất đi, mua về cất đi thì nó rất là lãng phí, nên là đã mua về rồi thì chúng ta lên trải nghiệm ạ, và hãy bán hàng bằng cái sự trải nghiệm nha mọi người. Chúng ta bán hàng bằng sự trải nghiệm, bất kỳ một sản phẩm nào cũng thế, có điều kiện để trải nghiệm thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta trải nghiệm. Chúng ta đừng lo là chúng ta trải nghiệm xong rồi chúng ta có nghĩa bỏ ra một số tiền lớn để trải nghiệm nó lãng phí, nhưng đối với Robby thì chúng ta khi mà trải nghiệm một sản phẩm rồi ấy, thì chúng ta có thể upsell lên rất là nhiều sản phẩm khác. Nên hãy cho mình cái cơ hội để trải nghiệm, hãy cố gắng một chút thôi ạ, không cần quá nhiều đâu, nó không phải là quá là mắc như chúng ta phải đi mua với cái giá của khách hàng bên ngoài, đúng không ạ? Vào đây chúng ta có rất là nhiều lợi thế, nên hãy tận dụng cái cơ hội kinh doanh mà chúng ta không phải bỏ vốn để chúng ta trải nghiệm sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm để chúng ta có thể ra đơn ra số. Thì đấy là những tất cả những cái chia sẻ, những cái bí gọi là họ, mọi người hỏi là bí kíp của chị là gì, thì thật ra thì team này không có bí kíp gì hết ngoài bán hàng bằng sự trải nghiệm và tình yêu với sản phẩm và niềm tin. Đặc biệt là mọi người phải học sản phẩm, khi mà có tình yêu rồi thì mọi người cũng cần phải học sản phẩm để nắm được những USB của sản phẩm. Còn nếu như chúng ta không học sản phẩm, chúng ta chỉ thấy à bà này bà đăng thế này, tôi cũng bảo tôi đăng để tôi bán, thì nó rất là khó, chúng ta không thể nắm bắt được những cái USB hay là những cái vấn đề mà khi mà mình sử dụng một sản phẩm thì nó bị các vấn đề lỗi như thế nọ thế kia. Mặc dù đấy nó không phải là lỗi, nhưng mà có nghĩa là chúng ta không học thì chúng ta không biết cách để mà sử dụng, thì là nó sẽ hướng dẫn sai cho khách hàng. Đây mọi người thấy không? Ví dụ như cái bếp, cái máy của mình nha, bây giờ này, nó đã xong cái lúc mà nó đã rửa xong rồi thì nó tự sấy khô luôn. Và khi sấy khô thì chúng ta mở bung ra một xíu nha, nó sấy khô trong vòng 10 phút, bây giờ đã sấy được 5 phút rồi đấy. Vậy nên chúng ta đâu phải làm gì đâu, bây giờ chỉ việc nhấc cái này ra để chúng ta đi đổ nước là xong, rửa thôi. Nó rất là nhẹ nhàng, không phải rửa cái gì, chỉ rửa hai cái này thôi ạ. Thì đấy là tất cả những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của bản thân Vẻ để và cũng như là đội nhóm của mình về cái này hàng Kuchen. Thì rất là cảm ơn em Tấn Hòa hôm nay đã tổ chức cái buổi Zoom này, và cảm ơn ekip chương trình này, cảm ơn tất cả mọi người. Em xin nhường mic lại, trả mic lại cho chị Vân nha, chị Vân. Cảm ơn Vẻ rất là nhiều. Như là các anh chị thấy, cái thực sự là trong cái sự phân công của ekip thì Vẻ sẽ lên chia sẻ về chiếc máy sửa hạt. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà Vẻ chia sẻ thì mình thấy không chỉ thấy máy sửa hạt, còn thấy bếp từ, còn thấy chảo, còn thấy những cái sản phẩm tương lai của sẽ xuất hiện ở Robby của Kuchen nữa. Thì như chúng ta cảm nhận được là thật sự là rất là mọi người rất là chờ Vẻ nói về chiếc máy sửa hạt nhiều hơn. Tuy nhiên là các anh chị thấy đó, vì quá yêu Kuchen và vì rất là phát triển với Kuchen, cho nên là những cái lời tâm huyết của Vẻ đã gửi đến các anh chị rằng là gì ạ? Cái bí quyết thành công duy nhất của Vẻ nói riêng và của team Vẻ nói chung đó chính là bán hàng bằng trải nghiệm. Cái giá của sự trải nghiệm mà các anh chị thấy
nó rất là rẻ, nhưng mà nó đưa lại cho chúng ta những cái kết quả nó rất là bất ngờ. À, ở trong khung chat các anh chị thấy là những cái câu chuyện mà bé chia sẻ thì các anh chị thấy là không chỉ là tim bé đâu, mà trong khung chat đây chúng ta có thể nhìn thấy chị Nguyễn Huyền. Chị Nguyễn Huyền chỉ có trải nghiệm cái sản phẩm là gì ạ? Máy ép chậm, mà đợt tặng máy ép chậm và nồi chiên á, bán máy ép chậm tặng nồi chiên, thì chị đã bán được những cái sản phẩm thật là khủng khiếp mà không phải ai cũng bán được. Nếu như là mình đang có những cái sự có thể nói là mình đang rất rụt rè về Kuchen ấy, thì các anh chị thấy là chị đã bán được cái gì ạ? Mình mới có một chiếc máy ép, một nồi chiên không dầu mà mình đã bán được một máy rửa chén giá cao nhất, một bếp từ mới giá cao nhất, một cái máy sấy, máy giặt sấy giá cao nhất và máy lọc không khí bán cho khách. Các anh chị thấy không ạ? Đó là cái sự đền đáp mà cái trải nghiệm nó đem lại cho chúng ta. À, ngoài ra thì ở đây trong cái sự trải nghiệm về chiếc máy ép, máy sửa hạt, thì các anh chị thấy là thực tế là nếu như anh chị nào từng sử dụng chiếc máy sửa hạt của Trung Quốc ấy, của Trung Quốc mà máy hàng bình dân, thì các anh chị sẽ thấy là nó có nhiều những cái khiếm khuyết lắm. Một là rất là ồn, hai là trong cái sự hoạt động của nó, các anh chị thấy nó sẽ thay đổi cái vị trí ban đầu, nó thậm chí nó di chuyển cả nửa mét, và nó ồn đến mức mà những cái người xung quanh á, hàng xóm tình cờ đi vào lúc chúng ta đang làm sửa hạt đó, người ta hỏi ủa cái gì kêu vậy, nó to đến mức như vậy. Và hơn thế nữa thì cái cách làm nóng của cái máy sửa hạt mà chúng ta thường gặp trên thị trường á, đó là làm nóng bằng mâm nhiệt, cho nên là hay bị cháy hay bị khét, sửa hay bị cháy hay bị khét. Trong khi đó thì các anh chị thấy là chiếc máy sửa hạt Kuchen thì không phải ngẫu nhiên nó có giá đó, là bởi vì là vật liệu làm nên nó, bởi vì cái công nghệ của nó, bởi vì cái sản phẩm sửa hạt mà nó đem lại cho mọi người khi thưởng thức nó khác biệt hoàn toàn so với những cái sửa hạt mà các anh chị từng uống ở những chiếc máy khác. Cho nên là thực sự là nếu được chia sẻ về máy sửa hạt, Vân cũng rất muốn chia sẻ luôn, bởi vì cái trải nghiệm của Vân về máy sửa hạt khá phong phú, với cái nhu cầu và mong muốn là sẽ chuyển dịch từ cái thực phẩm động vật sang thực phẩm thực vật, thì Vân cũng rất là thích những cái sản phẩm có cái sự ở đó là có những cái xu hướng mà nó phù hợp với lại nhu cầu về sức khỏe và dinh dưỡng của rất nhiều người. À, và bây giờ đây thì trong cái câu chuyện của chúng ta sáng hôm nay, các anh chị thấy rằng là chúng ta đã gặp rất là nhiều mentor, chúng ta đã gặp nhà cung cấp, và chúng ta cũng đã gặp nhau trên khung chat với những cái chia sẻ rất là chân thành, và cũng là với một cái tình yêu say mê, cũng như là cái thành công mà các anh chị ấy đã gửi đến cho các anh chị. Nếu như các anh chị đang chăm chú và đang đầu tư vào lại hàng Kuchen thì mình không có gì phải chần chừ nữa, tuy nhiên sẽ có một người sẽ xuất hiện ngay sau đây để cho các anh chị thấy rằng là cái giá trị mà lai hàng Kuchen đem lại, cái thành tựu mà lai hàng Kuchen có thể có, mà các anh chị có thể có được khi mà theo đuổi, khi mà đầu tư vào lai hàng Kuchen là gì, tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Thì sau đây xin mời mentor 6 sao, chị Giang Thía, người đã được nhắc tên rất nhiều ngay từ đầu chương trình, ở rất nhiều chương trình của Kuchen, người đã có một cái đội nhóm rất là, có thể nói là rất là khổng lồ, với cái sự phát triển nhờ lai hàng Kuchen. Chúng ta hãy chào đón chị Giang Thía. Xin cảm ơn MC Thanh Vân nhé. Giang Thía xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt phòng Zoom. Bây giờ là hôm nay là chúng ta ngày nghỉ, nhưng mà vẫn còn 316 anh chị em đang có mặt phòng Zoom. Và Giang Thía ngồi từ đầu chương trình thì rất là vui, bởi vì có lẽ là mình không cần phải nói gì hết thì anh chị em đã nhận được cái năng lượng rồi của tất cả những người mà chia sẻ hôm nay rồi, đúng không ạ? Giang Thía rất là vui, rất là tự hào, bởi vì là sau gần 2 năm thì cái team gọi là team Kuchen đấy, Kuchen thì phát triển quá là rực rỡ luôn. Và Thía thì cũng xin chia sẻ ở đây, không biết là có nhiều người chưa biết đến Giang Thía hay không, cũng cơ bản là nếu mà anh chị mới thì chưa biết thôi, còn lại thì nếu mọi người vào một vài tháng rồi thì chắc sẽ biết. Và Giang Thía cũng xin được chia sẻ một chút là Thía vào cũng gần 2 năm rồi, nhưng mà bắt đầu với sản phẩm của Kuchen. Và lúc đó thì sau đó thì tất cả là đội quân của nhà mình là tất cả đều lựa chọn cái lai hàng Kuchen và để phát triển được. Thế cho nên là anh chị em không nói rằng là phải như thế nào mới phát triển được, bởi vì team nào cũng như nhau, cũng là những cái người mà chúng ta chia sẻ, những cái người cùng mong muốn là làm việc với Lucky, đúng không ạ?
chứ không phải là họ vào họ đã nhận ra giá trị của khu chen đâu. Thế nhưng mà quan trọng nhất là cái sự lựa chọn thì nó sẽ hơn nỗ lực, đúng không ạ? Và cái minh chứng là đây là những người thật, việc thật, và các anh chị em chia sẻ và các bạn ấy cũng đã vào và bắt đầu cũng quan tâm nhiều đến sản phẩm của khu chen, và sau đó thì thành công với khách hàng khu chen. Và đấy là những cái gì các bạn ấy trải nghiệm chân thành nhất, cũng như là hướng cho đội nhóm của mình phát triển nhất. Và để mà có doanh số được phát triển này, và có cái sự mà thăng sao thăng hạng nhanh này, để mà như bạn bè bạn chia sẻ đấy, là khoảng 25 thì trong cái team khu chen là hai tầm 24-25 là người ta không cần phải lo lắng về doanh số nữa, mà không cần phải lo lắng là chạy sao chạy số khi nào cuối tháng. Nhưng mà như thế để thấy một điều rằng là cái sự lựa chọn nó hơn là cái sự nỗ lực. Và ở đây thì Giang Thúy cũng xin chia sẻ là khi mà anh Lâm chia sẻ, cũng như là bạn Thuận, bạn bè chia sẻ, và MC Thanh Vân chia sẻ, thì chúng ta thấy là sao ạ, cái sản phẩm mà các anh chị, nếu anh chị đã dùng thì anh chị sẽ thấy và cảm nhận được, có những cái trải nghiệm. Và chúng ta khi mà có trải nghiệm thì chúng ta sẽ chia sẻ một cách là chân thành nhất, và sẽ chạm đến cho đối tượng là khách hàng của chúng ta nhất. Và khi mà đã học rồi, đã trải nghiệm rồi, thì chúng ta tiếp cận với khách, chúng ta chia sẻ với khách nó như là một câu chuyện thôi. Chúng ta là những người gọi là storyteller, là chúng ta là những người mà kể chuyện thôi, chia sẻ những trải nghiệm và cái cảm nhận của mình về cái sản phẩm đó thôi. Và khách hàng họ cũng có những cái feedback cho mình là khi mà họ dùng rồi, họ cảm nhận rất rất nhiều những người mà họ khi mà lúc đầu họ không có quan tâm, mà họ nói rằng bếp từ thì họ cũng có rồi, máy sữa hạt họ cũng có rồi, máy ép họ cũng có rồi, và máy rửa chén họ cũng có rồi, tất cả, hoặc là máy rửa chén thì họ nói là cao giá quá, hoặc là chưa có tiền để mua. Nhưng mà sau khi có những cái trải nghiệm của chính những anh chị mà đã xác định là mình lựa chọn cái đơn hàng để kinh doanh, thì lúc đó thì chúng ta chia sẻ nó rất là dễ để chạm đến tâm lý của khách hàng. Và một cái điều nữa ở đây thì Giang Thúy anh chị em chia sẻ hết rồi, thì Giang Thúy cũng chỉ thêm một cái ý nữa để cho anh chị em chúng ta thấy này, các sản phẩm chúng ta nhìn giá thôi, nhưng cái giá trị của sản phẩm của khách hàng của chen nó còn cao hơn rất là nhiều. Và một cái bài toán kinh doanh đi làm thì chúng ta phải tính một bài toán mà để so sánh cho khách ấy. Rất là nhiều người họ nói rằng cao tiền như vậy, tôi chỉ mua một cái máy ép ở ngoài kia chỉ có, ví dụ như là chỉ có 2-3 triệu thôi, nhưng mà ở đây thì nó lại cao như vậy. Thì chúng ta phải tính một bài toán, ví dụ như là bảo hành là 10 năm này, thế vào cái độ bền như thế nào, độ an toàn thế nào, về nguyên liệu thành phần thế nào, và những cái sản phẩm mà khi mà mình dùng mình nó tạo ra như thế nào. Và tính một cái bài toán kinh doanh là khi một cái máy đó dùng ít nhất là 10 năm thì mình chi phí ra như thế nào. Thì ngay cả các anh chị là chúng ta phải chinh phục được chính bản thân mình để kích hoạt cho mình trải nghiệm trước. Và càng không có tiền thì càng phải lựa chọn những cái sản phẩm mà nó bền, đúng không ạ, và nó đảm bảo cho sức khỏe, đúng không ạ. Thì chúng ta tính một cái bài toán kinh tế thì hoàn toàn là rất hợp lý với cái túi tiền của mọi người. Thế còn nếu như chưa có điều kiện thì chúng ta có cái hướng trả góp, đúng không ạ. Thì những cái chia sẻ của các bạn thì cũng đã nó khái quát lên, và cũng là những cái minh chứng rất là chân thật nhất. Và những cái người mà thành công và thành công nhanh tại lúc Ropi là với gì của Giang Thúy, mọi người lên rất nhanh, và nhanh nhưng mà lại bền vững, đúng không ạ? Nhanh và bền vững, và họ lan tỏa những cái giá trị đó, những cái năng lượng đó để những cái người và sau họ sẽ biết được là nên lựa chọn những sản phẩm nào. Ở đây thì các sản phẩm của Ropi rất là tốt, tuy nhiên thì chúng ta lựa chọn những sản phẩm nào là sản phẩm phễu và những sản phẩm nào là sản phẩm chiến lược, đúng không ạ? Và một cái bài toán kinh doanh, và chúng ta phải nhìn thấy cái tiềm năng của thị trường có nghĩa là gì ạ? Là có nghĩa là cái nhu cầu những cái sản phẩm này chắc chắn là tới hiện tại này, tương lai này, nó sẽ ngày càng nhiều, và cái số lượng người chưa sử dụng những cái sản phẩm tốt nó còn vô vàn, còn rất là nhiều để chúng ta có thể tiếp cận được, đúng không ạ? Thì đó là những cái mà chúng ta phải chọn hướng, phải chọn cái cách làm thế nào sản phẩm tốt này, làm thế nào sản phẩm mà giúp chúng ta có thể là tiếp cận khách, và có thể là khách họ sẽ cảm nhận được giá trị, và họ sẽ làm nâng cao cái uy tín của mình lên này, và là những cái sản phẩm mà dễ cho mình có thể là có thu nhập tốt này, dễ cho mình có thể là phát triển không chỉ mình này, và hỗ trợ cho đội nhóm của mình phát triển tốt này. Thế và cái tiềm năng mình có thể phát triển được lâu dài, và rất còn rất rất là nhiều người chưa có những cái thậm chí là
mình có thể thay đổi được được cái quan niệm trong tiêu dùng. Rất nhiều người, rất là nhiều nhà có điều kiện nhưng mà họ họ chỉ mua đồ rẻ tiền thôi, đúng không ạ? Một thực tế là như vậy. Rất nhiều nhà họ rất là giàu, họ có thể mua sắm những cái khác, quần áo có thể là vài triệu hoặc là những cái đồ khác, nhưng mà những cái đồ mà dùng thiết yếu với họ, hoặc là có những nhà thì nghĩ rằng là có người giúp việc thì không phải mua robot, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái quan niệm đó là sai lầm, bởi vì chúng ta vào đây và chúng ta được học và chúng ta được nghe chia sẻ thì chúng ta sẽ làm thay đổi được cái tư duy của người người tiêu dùng đi. Thì Thí cũng cũng không có nhiều thời gian thì Thí xin được chia sẻ như vậy để anh chị em lựa chọn sản phẩm và tính chiến lược kinh doanh của mình. Và hôm nay thì là ngày hôm nay là ngày cuối tháng rồi, chúng ta chỉ có 3 ngày là chốt là khuyến mại để anh chị em có thể là kết quả trải nghiệm cũng như là chia sẻ, để chúng ta có thể là có cơ hội để cho khách có được dùng những cái sản phẩm tốt mà lại có khuyến mại, và khuyến mại cùng luôn. Và sau khi mà kết thúc ngày 31 tháng 10 thì cái khuyến mại này chắc nó cũng còn lâu mới có. Thế còn chiến lược kinh doanh những sản phẩm này thì sau này Cô Chen sẽ còn nhiều các cái sản phẩm khác nữa tốt và rất là phù hợp với lại nhu cầu của người tiêu dùng. Thì các anh chị em là chúng ta hãy quan tâm, và chúng ta đặc biệt là Giang Thế muốn là hôm nay là những ngày cuối tháng rồi, mọi người có thể là chúng ta nghiên cứu rồi, cũng nghe chia sẻ rồi, và chúng ta đưa cho mình một cái quyết định và thành công hay không được, hay là chúng ta có những cái quyết định đúng đắn nhất, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ có trải nghiệm, và chúng ta chỉ có hỗ trợ cho khách, và sau đó thì khách họ sẽ gì ạ? Họ sẽ là những người mà kết nối cho chúng ta để chúng ta có thể phát triển được. Thì chúng ta đừng ngại là cái sản phẩm này nó cao giá, đừng ngại là cái sản phẩm này khó tiếp cận với khách, bỏ qua tất cả những cái rào cản đó, và chúng ta phải có cái điểm bắt đầu. Chúng ta phải bắt đầu từ cái việc ra quyết định để trải nghiệm sản phẩm. Từ bắt đầu khi chúng ta ra quyết định là chúng ta quan tâm và chúng ta lựa chọn sản phẩm để chúng ta làm. Và chúng ta có thể là chưa thành công bằng những người khác làm nhanh làm mạnh, nhưng mà chúng ta sẽ từng bước, các anh chị sẽ trau dồi các kiến thức mà chúng ta đã được học, trau dồi những kinh nghiệm của những người đi trước, đúng không ạ? Và cái sự là quyết tâm của chính bản thân mình thì các anh chị sẽ là chọn lựa và sản phẩm và kinh doanh thành công được. Và hôm nay thì Giang Thế cũng xin được chia sẻ nhanh những cái khuyến mại để các anh chị có thể là xem lại. Còn trong các group của Cô Chen thì đều đã chia sẻ những hình ảnh khuyến mại rồi, những banner khuyến mại của những ngày cuối tháng. Thì anh chị em cố gắng là chúng ta hãy lựa chọn cho mình những cái sản phẩm và lựa chọn để cho khách của chúng ta có những cái sản phẩm để chúng ta hỗ trợ cho họ. Và Giang Thiết tin một điều rằng là chúng ta lựa chọn là sản phẩm là vô cùng đúng đắn, và chắc chắn một điều là sẽ có nhiều niềm vui đến các anh chị, và sẽ có nhiều sự kết nối, có nhiều sự phát triển đối với tất cả các anh chị, cũng như là Giang Thiết, cũng như là các bạn trong team mọi người vừa chia sẻ đó. Một cái điều mà Giang Thiết có thể là chia sẻ cho tất cả các anh chị em là chúng ta có sự quyết tâm cao nhé. Và Giang Thiết xin được chia sẻ nhanh cái chương trình khuyến mại nhanh thôi, bởi vì là hôm nay là chủ nhật, chúng ta cũng làm tham gia cũng quá giờ một chút rồi, đúng không ạ? Không biết là mọi người đã nhìn thấy chưa? Rồi, đây là cái bếp từ, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ còn là thời gian từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11. Cái này thì bếp từ này là sẽ được khuyến mại đến ngày 30 tháng 11 nhé. Thì trải nghiệm bếp từ MI272 này thì các anh chị sẽ được tặng một bàn chải sóng âm Cô Chen, hoặc là một cái chảo Hàn Quốc gọi là 24 cm. Và đây là những sản phẩm mà các anh chị có thể là bán được những cái sản phẩm này, và khi mà mình trải nghiệm rồi, mua một đúng không ạ, chúng mua một và chúng ta lại được hai, thì chúng ta có thể là trải nghiệm và chúng ta có thể kinh doanh những cái sản phẩm mà chúng ta được trải nghiệm nữa, đúng không ạ? Được khuyến mại, sau đấy chúng ta dùng trải nghiệm và sau đó chúng ta lại có thể bán được. Và hơn hết nữa là chúng ta trải nghiệm và sẽ có sự khác biệt. Còn ở đây thì bạn Thuận và bạn Vẻ đã chia sẻ những cái sự khác biệt rồi, thì ra thì không còn nhiều thời gian nữa, thì để cho các anh chị chia sẻ, để cho các anh chị có thể nắm được cái chương trình này. Và các anh chị nếu như gia đình chúng ta cần đang dùng bếp ga thì Giang Thiết khuyên các anh chị là chúng ta chuyển sang bếp từ mà nó rất là an toàn, và cũng là những cái trải nghiệm mà anh chị có thể là kinh doanh một cách thành công được. Cái bếp từ rất là tuyệt vời, đúng không? Và cái máy rửa chén 80383 này cũng đang được khuyến mại rất là khủng, đúng không ạ? Chúng ta là chỉ có từ nay đến 31 tháng 10 là hết rồi đây này. Một máy rửa chén thì nó sẽ được tặng cái nồi chiên không dầu 5,4 triệu, quá tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta mua một mà sẽ được hai, và cái nồi chiên không dầu này là rất rất nhiều người đã dùng và rất là mê. Và khi mà Giang Thế chia sẻ với khách, và những khách mà đã dùng
có những quan điểm rằng là không dùng máy rửa chén. Họ nói rằng là có vợ hoặc là có con ở nhà thì để làm gì, bát thì có rất ít thôi thì mất công rửa bát và lại còn tốn nước nữa. Nhưng mà thực hoàn toàn không phải như vậy đâu. Chúng ta rửa bát thì cái rẻ rửa bát nó sẽ không được sạch đâu. Chúng ta làm sao rửa vài ngày là nó sẽ không sạch, không còn sạch nữa. Và cái chúng ta tự rửa chén nó không sẽ không sạch bằng bằng cái máy này, nó rửa vô cùng sạch và nó sạch bóng đi. Và những cái bát mà nếu như hoặc là những cái chén mà bình thường chúng ta rửa nó cặn, nó khó có thể sạch bóng được. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa vào đây rửa thì nó sạch, rất là sạch và nó bóng như là mới luôn. Và cái nồi chiên không dầu cũng vậy, đúng không? Có lẽ là không có nhiều thời gian thì Giang Thía chỉ chia sẻ khuyến mại thôi để cho các anh chị em ra quyết định chốt. Và đây là cái sản phẩm mà các anh chị phải chốt ngay này. Và đây là cái sản phẩm mà anh Lâm anh cũng rất là quan tâm, và anh Lâm cũng muốn hỗ trợ cho mọi người có thể có những cái doanh số cuối tháng để các anh chị có thể là lên sao thăng hạng được trong cái tháng 10 này. Thì đây là cái sản phẩm mà vừa mới ra quyết định từ ngày 28 đến ngày 31 và chỉ có 400 cái thôi, cũng gần hết rồi. Một cái máy sữa hạt và lại được tặng một cái bếp từ đơn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cả cái máy sữa hạt mọi người chia sẻ rồi, nếu mà để cho Giang Thía nói thì cả ngày cũng không hết được những cái ưu điểm của máy sữa hạt này. Và một cái sự Thía khuyên rằng là tất cả mọi người, mọi gia đình đều mua cái máy sữa hạt này, vì nó có thể làm thay thế rất là nhiều món. Và quan trọng nhất là mình tiết kiệm được thời gian để mình làm được nhiều việc, và thứ hai là nhiều những món đảm bảo và chúng ta lại không quá mất quá nhiều thời gian vào để quan tâm đến việc là làm món gì, ăn sáng ăn trưa, hoặc là đặc biệt những nhà mà có trẻ em này với lại người già thì lại càng phải lên ra quyết định để mua. Và ở đây thì yên tâm là Thía cũng nghĩ rằng là dùng tốt như này không biết bao giờ nó hỏng được. Và cái bếp từ đơn này chúng ta có thể là làm ăn lẩu, và ví dụ một miền Bắc này là các gia đình là mùa đông này thì chúng ta thích ăn lẩu này. Và quan trọng nhất là chúng ta trải nghiệm được, đúng không ạ? Chả có những cái trải nghiệm để chúng ta có thể kinh doanh thành công được. Thì các anh chị lên nhé, lên quyết định nhé. Và đây là cái bếp từ 388 là cái bếp từ hai từ một hồng ngoại đây, bảo hành 5 năm đấy. Sau đó thì lại được tặng cái bộ nồi Ý chống dính hai mặt bốn món, mua một mà sẽ được thêm bốn nữa, là mua một chúng ta sẽ được 5, đúng không ạ? Và khuyến mại lên đến bộ nồi này là 6.400.000, có khủng ạ, quá khủng luôn. Và bếp từ 288 là hai từ thì sẽ được cũng bảo hành 5 năm này, được tặng một bộ nồi Ý chống dính hai mặt 3 món, đúng không ạ? Với cái bộ nồi này là giá trị là 5.700.000, đúng không ạ? Và đây lại khuyến mại tiếp là một cái bếp từ MI981 thì sẽ được tặng một cái chảo Hàn Quốc hoặc là một cái bàn chải sóng âm cho trẻ em. À, đây là những cái mà để chúng ta có thể các anh chị có thể lựa chọn những cái sản phẩm nào nó phù hợp với mình, với những khách hàng. Và cái tiềm năng thị trường vô cùng lớn, và cuối năm thì nhà nào cũng dành tiền để cuối năm có thể là về nhà mới, có thể là mua sắm thêm những cái đồ mà giá trị, thì thường họ là để dành tiền cuối năm mua. Thì đây là cái thời điểm các anh chị có thể là chốt nhé. Và cô Chen cũng đã có các cái điểm lắp đặt, và chính là các cái cộng tác viên của chúng ta là các cái điểm lắp đặt này đã đi vào hoạt động và hỗ trợ cho các anh chị có thể là lắp đặt được bếp từ, là máy rửa chén này, máy giặt sấy, thì đã nỗ lực cố gắng để hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều. Thì Thía mong rằng là cái thời gian thì không có nhiều nữa, nhưng mà Thía cũng chia sẻ như vậy để các anh chị em ra quyết tâm là chúng ta kích hoạt trải nghiệm, và chúng ta hãy lựa chọn để kinh doanh cái sản phẩm la hàng của Kuchen, cũng như là chúng ta tận dụng khuyến mại để có thể ra quyết định ngay và luôn. Và Thía hứa một điều là nếu các anh chị thực sự nghiêm túc, anh chị thực sự là lựa chọn và tâm huyết với cái sản phẩm và say mê với nó, thì các anh chị hoàn toàn có thể thành công được, hoàn toàn thành công, và thành công nhanh, thành công sớm, thành công bền vững, đúng không ạ? Thì có lẽ là cũng muộn rồi, Giang Thía xin nhường mic lại cho MC Thanh Vân nhé. Dạ, em cảm ơn chị Đại Giang Thía. Thực ra là sẽ gọi là mẹ Giang Thía đấy ạ, tại vì mình là tầng rất sâu của chị Giang Thía. Và trong cái buổi hôm nay thì chị Giang Thía đã đem đến chúng ta những cái có thể nói là cái đường hướng để chúng ta có thể kinh doanh. Khi mà chúng ta đã lựa chọn kinh doanh nghiêm túc với Robby, thì một trong những cái lai hàm mà các anh chị thấy rằng là rất là một cái sự lựa chọn rất là sáng suốt và đúng đắn chính là Kuchen. Và lẽ ra thì hôm nay chúng ta sẽ gặp mentor, em xin thay mặt mọi người cảm ơn chị Giang Thía rất là nhiều ạ, vì những cái chia sẻ, những cái bí quyết và kinh nghiệm của chị trong quá trình kinh doanh tại Robby.
Và lẽ ra hôm nay chúng ta sẽ gặp mentor 3 sao Lê Sự. Tuy nhiên là ở đây thì vì lý do công việc cho nên là chị Lê Sự đã không thể xuất hiện cùng với mọi người. Tuy nhiên là chị Lê Sự cũng là một câu chuyện rất là thú vị về sự thành công bởi Kuchen. Không chỉ là đội nhóm mạnh và doanh số cao mà chị Lê Sự còn có thể upsell những cái sản phẩm khác với cái xuất phát điểm là Kuchen. Có những ngày thì chị Lê Sự chở trên xe của mình đi ship cho những cái bạn bè thân cận gần gũi, những người thân yêu ấy, là ngoài sản phẩm Kuchen thì chị ấy còn bán những cái sản phẩm khác như là nước rửa chén, rồi như là những cái sản phẩm nội tiết tố nữ vân vân. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là gì ạ? Khi bắt đầu với Kuchen thì các anh chị chỉ không dừng lại ở Kuchen, mà bắt đầu với Kuchen thì các anh chị còn có thể đến với những cái sân chơi khác, phát triển với những cái sản phẩm khác trong Robby, và thậm chí là còn dễ dàng hơn bởi vì chúng ta đã bắt đầu với những cái điều rất là vững bền, rất là chắc chắn, rất là chất lượng từ Kuchen. Thì trong cái buổi hôm nay thì cái chương trình khuyến mại mà chị Thía đã hệ thống lại cho các anh chị á, thì đó là một trong những cái điểm nhấn để các anh chị có thể nhìn thấy và nắm bắt kịp thời. Có chị Ngọc Anh ở đây cũng đã nói là sẽ chờ khuyến mại máy ép, mua máy ép tặng nồi chiên, sẽ không bao giờ có khuyến mại đó nữa chị Ngọc Anh nhé. Anh Mai Lâm cũng có nói là đó là khuyến mại duy nhất, khuyến mại điên rồ duy nhất của Kuchen. Cho nên là khuyến mại ở Kuchen không phải là cái chuyện sẽ xảy ra thường xuyên. Nếu như đã nhìn thấy khuyến mại mà chúng ta đang có nhu cầu và chúng ta cảm thấy là mình có thể quyết định được, thì các anh chị có thể quyết định cho mình và quyết định cho khách. Còn nếu mình chờ nữa thì có thể sẽ không có cơ hội thứ hai. Các anh chị ạ. Và với cái buổi chung hôm nay thì thực sự là cái điều duy nhất mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình muốn gửi gắm đến các anh chị đó là gì ạ? Đó là khi mà mình kinh doanh và đã quyết định đi kinh doanh một cách nghiêm túc và một cách bền vững, thì hãy có những cái lựa chọn phù hợp, những cái lựa chọn đúng đắn, lựa chọn sáng suốt để mình có thể có được những cái sự phát triển, có được những cái sự thay đổi, có được những cái sự bứt phá. Và với riêng Kuchen thì Kuchen gửi đến cho các anh chị 3 thông điệp. Thứ nhất, hãy tận dụng khuyến mãi. Hãy tận dụng khuyến mãi khi có khuyến mãi, và nhất là với 2 ngày cuối còn lại của tháng 10 với những cái khuyến mãi rất là khủng. Thứ hai, đó là khi các anh chị đã chọn line hàng Kuchen thì các anh chị đang có một cái line hàng rất là chất lượng, dài đến vô tận và có một cái sự cam kết đảm bảo đồng hành đến trọn đời. Thứ ba, khi lựa chọn line hàng Kuchen là các anh chị đã lựa chọn những cái bước đi đầu tiên rất là chắc chắn và vững bền để có một cái sự nghiệp rất là mở rộng và rất là phát triển. Và trong cái buổi hôm nay thì những cái thông điệp đó thì rất mong là chương trình sẽ gửi đến được các anh chị, lan tỏa được đến các anh chị. Buổi Zoom này thì thành công không chỉ là nhờ cái sự chuẩn bị rất là chu đáo của ekip, sự xuất hiện rất là kịp thời và rất là tâm huyết của những mentor, của nhà cung cấp, mà chúng ta còn thấy trên khung chat rất nhiều những người đã thành công với Kuchen gửi đến các anh chị những cái nhắn nhủ, những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm để các anh chị nhìn thấy được rằng là gì ạ? Kuchen là một cái line hàng rất là xứng đáng để chúng ta có thể lựa chọn, để chúng ta có thể theo đuổi, để chúng ta có thể đầu tư. Và chương trình hôm nay thì đến đây là kết thúc. Mà trước khi kết thúc chương trình thì Vân cũng xin thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn những anh chị đã có mặt trong buổi Zoom sáng hôm nay để cho buổi Zoom của chúng ta thật là ấm áp, thật là trọn vẹn. Đồng thời thì cảm ơn anh Đỗ Mai Lâm, đại diện nhà cung cấp, cảm ơn Tấn Hòa, người luôn hỗ trợ kịp thời từ phía nhà cung cấp. Cảm ơn các anh chị mentor đã có mặt để chia sẻ. Và nhắn gửi với các anh chị là chiều nay chúng ta sẽ có một cái buổi Zoom riêng dành cho máy sửa hạt. Nếu như ai đang có nhu cầu tìm hiểu về máy sửa hạt và đang tư vấn cho khách về máy sửa hạt, các anh chị có thể tham gia vào buổi Zoom vào lúc 2 giờ chiều các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những buổi Zoom tiếp theo của Kuchen. Rất là mong muốn thì Kuchen sẽ đồng hành với các anh chị trong suốt quá trình các anh chị kinh doanh ở Robby. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Vân xin phép là đại diện nhà cung cấp có một vài cái phản hồi về những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề kỹ thuật. Bạn Thùy Nhung, mình xin phép một chút. Vấn đề lắp đặt hay là vấn đề về cái vấn đề kỹ thuật thì các anh chị có thể gọi hotline liên hệ trực tiếp với lại những cái người đại diện bên Kuchen, thì các anh chị sẽ có những cái câu trả lời nó đầy đủ và thấu đáo nhất các anh chị nhé. Trên khung chat, và với lại cái mục đích của buổi Zoom hôm nay thì xin phép không có trả lời những câu hỏi liên quan đến phần lắp đặt, đến phần kỹ thuật ạ.
bạn được em Dung, bạn Thùy Nhung có xuất hiện ở trên spotlight, không biết là có em nói chung em cũng là một tín đồ của cô Chen, nhưng hôm nay nghiện cái máy tưới hạt quá mà đang hơi gấp gấp, ở đây anh chị em mà mua trả góp rồi hỗ trợ cho em xíu xíu được không? Thì em sợ mất hết chắc chỉ có cô Chen mới hỗ trợ cho Nhung. Nhung là người đã chia sẻ về chiếc máy rửa chén, mà sau khi dùng máy rửa chén thì cái hóa đơn tiền điện nó chỉ thay đổi mấy chục ngàn thôi, đúng không Nhung? Chị rất là ấn tượng với cái chia sẻ đó của Nhung. Từ rất là mấy cách đây mấy tháng rồi, chắc là cả năm rồi phải không Nhung? Cũng em gần một năm rồi chị. Nhưng mà em hỏi xíu là có ai đã từng trả góp cho khách hàng ấy? Em chỉ thắc mắc một xíu ở cái chỗ là thanh toán thôi, nghĩa là không biết là nó thanh toán là chuyển khoản hay là thanh toán bằng tiền mặt ấy. Rồi xong thì là bên cô Chen đã chỉ xíu ở đây có ai giỏi về vấn đề này, mình sẽ mời Phạm Ánh với lại Nguyễn Trang với lại Trịnh Đào, Minh Thuận, có ai hỗ trợ cho bạn Nhung được cái phần trả góp không ạ? Phần này thì khách Đào chưa trả góp, nhưng tuy nhiên như thế này này Nhung, khách chỉ cần có cái thẻ tín dụng ấy và hàng tháng là ví dụ như là mình spotlight chị Nhung lên dùng Vân luôn với Tấn Hòa ơi. Phải lên chữ viền mà. Mệt mẻ quá. Tấn Hòa ơi, em tắt mic mọi người đi để cho chị Trịnh Đào hỗ trợ chị bạn chị Nhung à bạn Nguyễn Nhung với. Alo, Nhung nghe rõ không? Đào thì Đào chưa có bán cho trả góp cho khách. Tuy nhiên, Đào có hướng dẫn hỗ trợ có mấy bạn rồi. Thì về bên đó là nếu khách chỉ cần có cái thẻ tín dụng của ngân hàng ấy, xong hàng tháng là mình sẽ nạp cái số tiền mà vào ví dụ như 1 triệu 2, 1 triệu 1 gì đó, hay là 2 triệu mấy vào cái đúng cái số tiền trả góp theo cái quy định của cái sản phẩm đó. Là xong rồi trừ là nó sẽ trừ tiền qua thẻ đó thôi nhá, Nhung nhá. Nhung có nghe câu hỗ trợ của Đào chưa ạ? Nhung ơi. Nhung đã nghe cái sự hỗ trợ từ chị Đào chưa Nhung? Em chưa mở mic á. Em hiểu cái chỗ mà chị Đào nói rồi, em cũng đọc qua rồi, nhưng mà em chỉ thắc mắc cái chỗ lên đơn thôi, nghĩa là bây giờ thực hành luôn ấy. Cái chỗ lên đơn là mình lên đơn lên bên đơn bình thường, trong cái mục ghi chú mình ghi chú lại là trả góp thế rồi, sau đó nhưng mà sẽ là tự biết sẽ gọi cho mình, chị sẽ chọn là trả chuyển tiền mặt tiền mặt hay là chuyển khoản đấy. Chuyện chọn tiền mặt cũng được, chuyển khoản cũng được, mình chỉ cần ghi trả rồi, góp okay. Là bên công ty sẽ chủ động là đưa luôn ha, nhưng mình cứ chọn trả góp chuyển khoản. Vì sao? Vì cái tiền đó là sẽ trừ vào cái tài khoản hàng tháng đó Nhung. Thì em cũng chọn rồi đấy, em chọn rồi. Rồi không sao. Để chúc mừng nhé, chúc mừng đã có được một cái okay, chị. Nha. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Trịnh Đào đã hỗ trợ, cảm ơn cái sự tham gia của Lê Thị Thùy Nhung nhé. Vậy thì ban tổ chức xin phép được em Dung ở đây và hẹn các anh chị vào chiều nay lúc 2 giờ với Dung chia sẻ về máy sửa hạt. Cảm ơn các anh chị đã cổ vũ ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị có một ngày chủ nhật thật là ấm áp bên gia đình ạ. Xin chào mọi người. Thì mình lên đơn thanh toán tiền mặt, xong mình gọi lên 1900-8071 nhánh 3 để mình làm hồ sơ ha. Tấn Hòa đang nói với Nhung á, sao em không spotlight em đi Tấn Hòa? Chị thì bật mic lên để chào nhau nhé. Chúc cả nhà một ngày chủ nhật vui vẻ và mỗi đơn nha. Chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị trong các bạn. Tấn Hòa, xin chào cả nhà, chúc cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cảm ơn ban tổ chức, chúc cả nhà cuối tuần bão đơn. Cảm ơn ban tổ chức. Chào tất cả các anh chị ạ.